Tận thế trò chơi ghép hình chương 529 Yến tự tại tuy thiếu hụt một bộ phận cảm xúc Nhưng đối với cảm tình ở giữa người với người Cũng không ngây thơ Dù sao y cũng đã từng lấy vợ sinh con Mục đích người tiếp cận Yến cửu là cái gì? Người muốn trèo lên Yến gia Yến tự tại hỏi Bạch vụ cảm thấy rất thú vị Nàng với tư cách là một người bị Yến gia đuổi ra khỏi cửa đến bệnh viện tâm thần Có cái gì đáng để ta leo lên sao? Huynh trưởng và phụ thân của nàng cho đến nay cũng chưa từng tới thăm nàng, người cho rằng nàng cũng được coi như là người Yến gia. Nàng tên là Yến Cửu, nhưng cái tên này chỉ là danh tự, cũng không có ý nghĩa khác. Yến tự tại nhíu mày, ta không tin ngươi là thật tâm thích Yến Cửu, ta xác thực không có. Yến tự tại đối với bạch vụ thẳng thắng thành khẩn ngược lại là có chút không ngờ tới. Dù sao thiên bình chi nhãn cũng chỉ dự liệu được động tác. Ta cảm thấy có chúng ta có thể đi vào tâm sự, đứng ở cửa không xấu hổ sao bạch vụ nói xong liền đi vào thật ra vừa rồi yến tự tại đã cảm thấy kỳ quái yến cửu bị giam trong bệnh viện tâm thần không kỳ quái một người không thể cảm thụ vui sướng theo y sớm muộn gì cũng là điều bất thường nhưng sau khi tiếp xúc một phen cùng với yến cửu cảm giác tạo ra cho yến tự tại là yến cửu rất bình thường ngoại trừ mặt có chút đơ cũng không có bất kỳ tật xấu nào y thậm chí còn cảm thấy Yến Cửu còn bình thường hơn những người Yến Gia Y từng thấy. Trong phòng 618, Lưu Chanh Tử tặng cho Yến Cửu một cái đèn bàn nhỏ, ngoài thứ đó ra, trong căn phòng này cũng không có quá nhiều biến hóa, nhiều lắm là chính là đường cong miễn cười trên gương bị lau đi, trên giá sách thay đổi một ít sách. Yến Cửu rót nước cho Bạch Vũ trước, sau đó mới rót nước cho Yến Tự Tại. Yến Tự Tại lúc này mới phát hiện ra, Hóa ra Yến Cửu không phải là một người không hiểu cách chiêu đãi như thế nào, nàng chỉ là để lại một mặt tốt nhất cho Bạch Vũ. Nhưng tại sao hết lần này tới lần khác lại là Bạch Vũ? Với tư cách là đội trưởng đội trật tự, Bạch Vũ thế nhưng là chuyên môn do chính mình phụ trách. Ngươi đã rất nhiều ngày không có tới thăm ta bởi vì nguyên nhân Yến tự tại, Yến Cửu không có đề cập một câu khác, tin tức ốc biển người cũng không đáp lại. Bạch Vũ hiếp mắt cười cười, tiểu cô nương vẫn rất thông minh hơn nữa còn có tiến bộ rất lớn. Đặt ở trước kia, nếu có người quan tâm Yến Cửu, Yến Cửu khẳng định sẽ móc tim móc phối đối với đối phương. Nhưng có chỉ đạo của thiên sứ trăm cánh lưu tranh tử, Yến Cửu đã dần dần hiểu được, phải có chỗ giữ lại đối với mọi người, ngoại trừ bạch vụ. Gần đây tương đối vội vàng, ra ngoài tháp, phá án, nhất là trở thành đội trưởng, có quá nhiều việc phải làm. Hôm nay ta tới đây, là tặng quà cho ngươi. Thật vậy sao? Yến cửu một lần nữa lộ ra nụ cười cải tiến. Bạch vụ lấy ra cây bút không hết mực cùng với thay đổi màu sắc theo tâm ý mua ở cảng nhặt nhạnh. Đây quả thực là thần khí của họa sĩ. Sau khi giải thích sơ qua về chức năng, Yến cửu liền biết được tác dụng của cây bút này. Bạch vụ, cảm ơn người. Ta, ta cũng sẽ tặng quà cho ngươi. Không cần. Nếu một ngày nào đó có thể rời khỏi đây với ngươi, ta liền có thể đi đến những nơi mà chanh tỷ đã nói để mua đồ cho ngươi. Yến cửu có khả năng rời khỏi bệnh viện tâm thần hay không, bạch vụ thật sự là không rõ ràng lắm. Y nhìn thoáng qua Yến tự tại. Từ nhỏ Yến tự tại chính là tiêu điểm của đám người, thiên phú trác tuyệt, đầu óc xuất chúng, hơn nữa còn có tướng mạo không thể bắt bẻ, so với lão tổ tông còn tốt hơn. Nhưng lúc này, Yến tự tại lại có cảm giác chính mình có chút dư thừa. Tuy Yến Cửu trên lý luận là chất gái của mình, cái gọi là khuỷu tay hướng ra ngoài, con gái hướng ngoại, dường như cũng không nên do chính mình cảm nhận được. Huống chi mình cũng không có bao nhiêu qua lại với Yến Cửu, nhưng bởi vì ký ức đứt gãy, Yến tự tại vẫn có một loại tức giận của cả nhà mình bị heo ủi. Nếu như người muốn ra ngoài, ta có thể đi cùng với ngươi, phụ thân của người sẽ không nói cái gì. Yến tự tại muốn Yến Cửu biết, mình và Bạch Vũ không đồng nhất, chính mình là người có thân phận địa vị cao, có thể ảnh hưởng cuộc sống sau này của nàng. Nhưng Yến Cửu rõ ràng trước đó rất muốn ra ngoài, nhưng bây giờ lại không thèm chịu nể mặt mũi, cảm ơn tiểu thúc, ta vẫn là chưa muốn ra ngoài, về, về sau lại nói. Hô hấp của Yến tự tại thoáng tăng thêm, y đứng dậy nói, ngươi là người Yến gia, nếu như về sau gặp phiền toái, có thể liên hệ ta, hiện tại Yến gia đã thành lập phấn bộ đội trật tự tại tầng 3 cà, nhưng cũng không cần, quân đoàn điều tra đang giúp đỡ ta, có việc gì ta tìm Bạch Vụ là được rồi. Bạch Vụ không nói gì. Luôn cảm thấy lần sau ở ngoài tháp, Yến tự tại gặp được chính mình, có thể sẽ hạ tử thủ. Nhưng hắn lại có chút muốn cười. Biểu tình của Yến tự tại rất quái lạ, sau khi trầm mặt mấy giây y nói, các ngươi trò chuyện đi. Ta có việc ta đi trước, được, hẹn gặp lại tiểu thúc Yến tự tại gật gật đầu rời đi. Sau khi Yến tư tại rời khỏi, Bạch Vũ nói với Yến Cửu, ta cũng nên đi. Thế nhưng người chỉ vừa mới tới, nhưng việc ta cần làm đã làm. Thời gian chính là tháp tế, mà ta là một người nghèo, Bạch Vũ vốn cũng không có sự tình gì khác, thấy Yến Cửu mọi thứ đều bình thường, tặng quà xong liền định đi. Chủ yếu là những tin tức gần nhất, đích xác không nên nói cho Yến Cửu, cho nên hắn cũng không có nhiều điều để nói. Yến Cửu có chút không nở, Bạch Vũ, người cảm thấy, nếu như ta cười càng bình thường hơn một chút, có phải hay không liền sẽ giống như người bình thường giống như người bình thường có trọng yếu hay không trọng yếu bởi vì chỉ có người không bình thường mới có thể bị giam ở trong này yến cửu nói những lời này yến cửu nói có chút gấp kỳ thật nàng cũng không muốn ở trong này nữa nàng trước kia liền một mực đợi ở nơi này khi còn bé cũng là đợi ở trong trang viên trò chơi duy nhất chính là vẽ tranh vẽ hình ảnh xuất hiện trên chiếc máy bay kia vẽ nữ nhân kia vẽ mọi thứ thấy xung quanh nhưng hiện tại thời gian đã trở nên khó qua Nàng có ý nghĩ muốn ra ngoài Chanh tỷ nói Thỏa mãn những mong muốn của bản thân Sẽ khiến bản thân hạnh phúc Ta muốn biến thành người bình thường Ta cũng không hoàn toàn là bởi vì bạch vụ ngươi Mới nỗ lực luyện tập nụ cười Ta muốn ra ngoài Muốn đi ra thế giới bên ngoài nhìn Ta muốn đi xem một chút Đây chính là mong muốn của ta Thế giới bên ngoài E rằng cũng không phải là bên ngoài bệnh viện tâm thần ngữ khí của Yến Cửu cũng không có quá cấp thiết, chỉ là thoáng biểu đạt ra một chút khao khát, nhưng Bạch Vũ có thể cảm nhận được, đây là một loại khát vọng của tiểu cô nương. Nàng chỉ là không dám thổ lộ cảm xúc của mình, sợ một khi làm như vậy sẽ khiến cho chính mình nhìn không bình thường. Ta biết mọi người sẽ kể cho ta những câu chuyện ở bên ngoài, ngươi cũng sẽ vẽ cho ta một ít cảnh tượng phía ngoài, thế nhưng ta không muốn chỉ có như vậy. Ta không muốn chỉ là ở cái địa phương này nghe một ít câu chuyện không có ta tham dự nếu như không phải trong nội tâm thật sự là rất muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài bệnh viện tâm thần. Yến cửu sẽ không bộc lộ ra ý nghĩ của mình, nàng vào càng nhiều thời điểm, là đón ý nói hù người khác. Người ở nơi này, thực sự không phải là người không bình thường, thế giới này có đôi khi sẽ có rất nhiều địa phương hoang đường ma huyễn, người điên ồn ào náo động ở bên ngoài, người bình thường thì bị giam trong phòng bệnh, giống như bác sĩ thật và y tá giả ở tầng dưới. Bạch Vũ xác thực cảm thấy Yến Cửu có nhiều chỗ là rất bất đồng với người thường, tuy nhiên Bạch Vũ lại có thể khớp sóng não cùng với Yến Cửu. Quái thai luôn sẽ rất hiểu rõ quái thai, hắn tiếp tục nói, có lẽ sẽ có một khu vực phù hợp thích hợp với người, có lẽ sẽ có một ngày, người thật sự có thể rời đi, những địa phương kia còn chưa có được chuẩn bị tốt. Một khi chuẩn bị tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn người đi xem. Yến Cửu mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Bạch Vũ, thật vậy sao? thật sự có loại địa phương đó. Từ Đại Khái, Bạch Vũ đột nhiên hơi sợ. Nếu như là trường trung học Bách Xuyên, hắn thật sự là không lo lắng Yến Cửu sẽ ác đoạ hóa, dù sao thì nếu ác đoạ hóa liền có thể biến nàng trở lại như cũ. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến Giang Y Mễ nếu như gặp mặt Yến Cửu, phản phất như là một chuyện rất phiền phức. Về phần phiền phức là gì, Bạch Vũ cũng không nguyện ý ngẫm nghĩ. Hắn định trở về nghỉ ngơi một ngày thật tốt, sau đó tham gia tụ hội nhận thể trang viên của minh triệt yến cửu nói bạch vụ đây chính là món quà ta muốn nhất nếu như có thể vậy thì đừng có gạt ta ta muốn đi xem một chút muốn ra ngoài nhìn cùng với ngươi đột nhiên phát hiện ra tâm địa không thể cứng rắn nhất là còn cấp cho người ta hy vọng bạch vụ đành phải gật gật đầu nói được ta đáp ứng ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp sắp xếp rời khỏi bệnh viện tâm thần đi ra khỏi bức tường dày bạch vụ chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy yến tự tại một người phong độ nhẹ nhàng đứng ở trước bệnh viện tâm thần ít nhiều gì cũng có chút làm cho người khác chú ý thẳng đến khi bạch vụ đi ra y cũng không khách sáo nói thẳng nếu như người cho rằng yến cửu thích ngươi đội trật tự chúng ta sẽ bỏ qua ngươi vậy thì vô cùng sai chẳng lẽ ta lại có thể dự đoán đội trật tự sẽ được thành lập bạch vụ không hề nhượng bộ chút nào yến tự tại khinh miệt cười cười bạch vụ ta nhớ kỹ ngươi rồi hy vọng lần sau tổ tiên phong đội bảy các ngươi ra ngoài tháp biểu hiện của ngươi có thể sắc bén giống như ngôn ngữ của ngươi vậy ngươi thật sự đã đoán đúng ta vẽn vẹn chỉ cần ngôn ngữ là có thể hoàn thành thăm dò bạch vụ không để ý tới yến tự tại nữa yến tự tại kiêu ngạo y thân cận đối với yến cửu kỳ thật đối với mình mà nói ngược lại là chuyện xấu tiếp theo đội bảy ra ngoài tháp muốn tìm kiếm mảnh vỡ ghép hình tận thế e rằng phải trước hết nghĩ biện pháp tránh đi loại chiến lực cực hạn của đội trật tự như người này. Không lâu sau khi rời khỏi bệnh viện tâm thần, Bạch Vũ nhận được điện thoại của Minh Triệt, hắn đoán được hẳn là có quan hệ cùng với tụ hội trang viên ngày mai. Trong chớp mắt nghe điện thoại, Bạch Vũ chợt nghe được thanh âm của Minh Triệt, ngươi trở về rồi sao, hai giờ trước ta liền gọi cho ngươi. Ngươi thật giống như là đi ra ngoài tháp. Huynh đệ, tần suất người ra ngoài tháp có phần dọa người, Minh đội có việc sao? bạch vụ cười hỏi à có chút ít sự tình ta quên nói với người một chuyện trọng yếu sự tình gì ngươi cũng biết cái gọi là nhân thế tụ hội ngoại trừ người đồng đạo như chúng ta tự nhiên không thể thiếu vợ người ta mỗi quý tộc đến đây cũng sẽ mang theo người hầu hoặc là phu nhân nhà bọn hắn đương nhiên cũng có một ít người độc thân sẽ mang đến tình nhân do chính mình nuôi ngươi không phải là nói ta phải mang theo một nữ nhân đúng vậy người hãy mang theo một nữ nhân thông thường mà nói nữ nhân này càng xinh đẹp địa vị của người ở trong nội tâm mọi người sẽ càng cao minh triệt cười bổ sung đây là quy định cái gọi là tụ hội nhân thế người trước tiên phải có vợ cho nên huynh đệ đừng có cất giấu nghe người nói chuyện ta liền biết người nhất định là một người lão luyện ở phương diện này khẳng định cũng có tiểu kiều thế bạch vụ mặt không biểu tình minh triệt tiếp tục nói ở đầu dây bên kia điện thoại hãy nhớ mang theo đây là quy định cũng là phương thức người đạt được tán thành. Cái gọi là nhân thế tụ hội này, thực chất là một cuộc gặp gỡ trao đổi và chia sẻ tài nguyên, coi người khác giới như hàng hóa. Bên trong tự nhiên sẽ không có người tốt lành gì, bạch vụ nếu như mang theo một nữ nhân, vào thời điểm làm rõ tính chất của cuộc tụ hội, liền chẳng khác nào là tiến hành hạ thấp nhân phẩm của nữ nhân. Hắn không muốn như vậy. Không có ngoại lệ sao, bưng trà rót nước được hay không? Hoặc là ta mang theo một nam nhân được không? ngươi đang nói đùa giọng điệu của minh triệp ở đầu dây bên kia cũng thay đổi nghe những lời này của bạch vụ biểu tình của y bỗng nhiên trở nên quái dị nam nhân hắn còn có tiềm chất trên phương diện này trêu chọc mà thôi bạch vụ cũng xác thực không có khả năng mang nam nhân theo ngươi muốn tìm được người tiếp dẫn liền nhất định phải mang theo một nữ nhân bởi vì quý tộc mất tích lúc trước không có bưng trà rót nước cũng không có độc thân thậm chí có thể nói người mang nữ nhân càng xinh đẹp sẽ càng dễ dàng khiến cho người tiếp dẫn chú ý nguồn tin tình báo của minh triệt chưa hẳn đã đúng nhưng bạch vụ cũng không có gì khác để tham khảo chỉ đành phải đáp ứng nhưng đồng thời hắn cũng phải hỏi rõ ràng lại nói tiếp nếu như vợ của đối phương không quá đẹp mắt ta hẳn là có thể từ chối trao đổi đương nhiên nếu người mang theo đại mỹ nữ không đến mức ai cũng dám chạy tới trao đổi bọn họ sẽ thêm tiền nếu như không tìm được người phù hợp, ta hiểu rồi, ngày mai gặp ha 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 ha, vậy thì ta mong chờ màn trình diễn của người vào ngày mai. Bạch Vũ cúp điện thoại. Cho nên đừng có huyễn tưởng đạo đức sạch sẽ đối với bất kỳ người nào, Minh Triệt là một lãnh đạo rất tốt, làm người cũng thành thạo, làm việc cũng thông minh khéo đưa đẩy, bổn sự cũng không kém. Nhưng tiếp xúc gần, ngươi sẽ phát hiện ra người này có thể đang thèm thuồng vợ của ngươi. Khi mọi người đến gần nhau hơn, mặt tối của họ sẽ mở rộng. Tuy nhiên lần này, Bạch Vũ vẫn thật sự đã hiểu lầm Minh Triệt. Minh Triệt người này là một người làm ăn, tiếp theo mới là một người có các loại dục vọng. Y nhìn giống như rất thích nữ nhân đẹp mắt, lại cũng có thể rất kiềm chế. Về nhân tuyển vé vào cửa, Bạch Vũ kỳ thật đã có phương án. Hắn gọi điện thoại cho Lưu Chanh Tử, Lưu Chanh Tử nghe ngay lập tức. Chào ôi, vừa vặn nghĩ đến ở quân đoàn điều tra thật nhàm chán. Chân mệnh thiên tử của ta ở đâu? Tiểu ca ca liền gọi điện thoại tới được rồi ngươi hãy dùng tài ăn nói này đối với nam nhân khác ngày mai ta sẽ tham gia một bữa tiệc vũ hội cao cấp những người đến tham dự đều là một ít quý tộc có mặt mũi thế nhưng yêu cầu phải mang theo một người bạn gái qua wow, cho nên ngươi liền nghĩ đến ta sao không nghĩ tới ta ở trong nội tâm của tiểu ca ca lại trọng yếu như vậy bạch vụ có phần xấu hổ ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết vũ hội thuộc về loại vũ hội không quá tốt kia ngươi chờ ta suy nghĩ một chút nên giải thích thế nào. Trong lúc nhất thời lại có chút khó có thể mở miệng, Bạch Vũ luôn cảm thấy vừa nghe như vậy liền nghĩ đến Lưu Chanh Tử, như thể có chút vũ nhục đối phương. Tuy nhiên Lưu Chanh Tử lại ở trong lúc Bạch Vũ trầm mặt, hỏi ngược lại, ngươi trước tiên đừng nói. Để ta đoán đoán, vũ hội mà người muốn đi tham gia, sẽ không phải là loại trao đổi bạn gái kia. Lưu Chanh Tử cư nhiên có thể tự mình đoán được điều này làm cho bạch vũ có chút ngoài ý muốn đúng vậy quá kích thích ngươi có phải hay không muốn đi điều tra vụ án thiếu nữ mất tích sau đó tìm được đầu mối cho rằng nơi này có thể sẽ có manh mối về vụ án thiếu nữ mất tích ngược lại đúng như vậy bạch vũ đích xác hoài nghi cái gọi là nữ nhi quốc có khả năng có quan hệ cùng với vụ án thiếu nữ mất tích mà trong lòng lưu chanh tử vẫn canh cánh đối với vụ án này bởi vì bạn tốt của nàng chính là nạn nhân trong vụ án này coi như là vậy. Ta hiểu, như vậy thì ta sẽ đi. Vừa vặn ta cũng muốn mở rộng kiến thức, vốn tưởng rằng đây là điều làm mất lòng Lưu Chanh tử một, nhưng không ngờ cô gái này lại trực tiếp đồng ý. Bạch Vụ bỗng nhiên nói, ở trong loại trường hợp này ta mới nhớ tới ngươi, ngươi không cảm thấy tức giận sao. Loại trường hợp này, ngươi cũng sẽ không thật sự cầm tạ giao dịch cho người khác, ta cũng không có nhỏ mọn như vậy. Lưu Chanh tử đích xác không để ý, cho dù bạn trai của nàng có thể xếp hàng từ cảng nhạc nhanh đến quảng trường phía đông chỉ là cách nhìn của nàng về một số chuyện giữa hai giới phải nhìn nhận rõ ràng cũng không phải là hành vi phóng đảng và không tự ái nhất là nam nhân và nữ nhân tầng dưới chót theo như cao tầng họ chẳng phải chỉ là những món hàng sao bạch vụ nói ngươi có thể yên tâm ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn đầu dây điện thoại bên kia không có trả lời bạch vụ lờ mờ nghe thấy giọng một nữ nhân khác hắn nhíu mày bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo điện thoại truyền đến thanh âm một lần nữa không còn là thanh âm của lưu chanh tử bạch vụ ngươi là đang điều tra tầng dưới cùng vụ án thiếu nữ mất tích còn có tiến triển nghe nói người cần người bầu bạn một người cũng là bầu bạn hai người cũng là bầu bạn không bằng cũng mang ta theo trong giọng nói của nguyễn thanh vận mang theo một tia nghiền ngẫm chuyện này đầu dây bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của chị dâu lùng khiến cho bạch vũ bất ngờ hắn đột nhiên nhớ tới ngũ cửu trở thành phó đoàn trưởng chị dâu lùng bắt đầu tham gia một ít sự tình của ngũ cửu giúp đỡ ngũ cửu chia sẻ một bộ phận công việc mà lưu chanh tử cũng cơ bản là được ngũ cửu tuyển dụng đã bị chị dâu lùng đưa vào trong biên chế mới y thích hợp sao dù sao chỗ bà chủ chu phụ nữ chanh tử tuy vẫn là người của đội bảy người nhưng lại làm việc với ta ngươi cũng biết cuộc tụ hội kia không thích hợp, ta lo lắng cho nàng. Nguyễn Thanh Vận dù sao cũng là bà chủ của quỷ thôi ma sự vụ sở, khí chất hiển nhiên bất đồng. Bạch Vũ nói, ta là sợ phó đoàn trưởng biết. Y đang nghe truyện trên TV audio CV rất bận. Làm sao vậy, người cho rằng tranh tử có thể đi, ta thì không thể. Chẳng lẽ ngươi cũng phân chia thân phận khác biệt? Làm như vậy ngươi không sợ tổn thương trái tim của tiểu cô nương sao? hoặc là người cho rằng ta không dễ nhìn, không thể đi. Nguyễn Thanh Vận cùng với Lưu Chanh Tử đều lớn hơn vài tuổi so với Bạch Vụ, tuổi tác của hai nữ nhân này tương tự, nhưng căn cứ vào lịch duyệt và khí chất, Lưu Chanh Tử vẫn là gọi nàng một tiếng Nguyễn Tỷ. Làm sao như vậy được, bà chủ ngươi Mỹ Mạo đệ nhất thiên hạ, cùng với phó đoàn trưởng chính là trai tài gái sắc. Chân mày của Bạch Vụ nhíu sâu hơn, Lưu Chanh Tử được xem như là phạm trù xinh đẹp, nhưng loại tư chất như bà chủ, tuyệt đối là vô cùng xuất chúng hơn nữa chính mình còn mang theo hai người như vậy e rằng sẽ trở thành tâm điểm của toàn bộ cuộc tụ hội chỗ tốt là về sau minh triệt tuyệt đối sẽ đối xử tốt hơn đối với chính mình dựa theo thuyết pháp của minh triệt chính mình hơn là cũng có thể trước tiên hấp dẫn lực chú ý của người tiếp dẫn chỗ xấu là chuyện này nếu như bị ngũ cửu biết đó không phải là châm ngòi tình chiến hữu thâm hậu giữa ta cùng với ngũ cửu sao mang vợ tương lai của ngũ cửu đi tham gia vũ hội trao đổi đối tác đây được coi là chuyện gì làm vai chính ở bên cạnh lão vương tiểu thuyết cũng không dám ghi như vậy nhưng nguyễn thanh vận ở bên kia nói vậy liền quyết định như vậy đi vậy ngươi nên tự mình đi nói với phó đoàn trưởng nói là người bắt buộc ta đi ha 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 nguyễn thanh vận cười đến cười run rẩy hết cả người yên tâm đi sẽ không để cho phó đoàn trưởng của người làm khó ngươi chỉ mong sẽ không bạch vụ cúp điện thoại. Buổi chiều ngày hôm sau, Nguyễn Thanh vận cùng với Lưu Chanh Tử một trái một phải, mang theo bạch vụ đi đến tiệm bán quần áo tầng dưới cùng, bỏ ra hơn ngàn tháp tệ, đặt mua cho hắn một thân trang phục và đạo cụ. Những trang phục này kỳ thật đều là phong cách lỗi thời mấy năm trước, nhưng đều là chính phẩm. Nếu như đi tầng 3 mua, không có hơn 10 vạn tháp tệ thì không mua được. Bạch vụ vốn dĩ còn có chút nghi vấn, nhưng hai nữ nhân đã quá quen thuộc đối với mấy thứ này ngụy trang là trọng yếu nhất trong tụ hội vào thời điểm người mang theo ta và tranh tử cùng lúc xuất hiện y phục trên người người chỉ cần không có trở ngại là được sẽ không có ai nhớ vì sao ngươi lại mặc đồ lỗi thời mấy năm trước bọn họ chỉ sợ sẽ cảm thấy người là một người không thích biến hóa là một người hoài cổ quả thực là nghệ thuật loại chuyện này bạch vũ đích xác không sánh bằng hai nữ nhân kỳ thật diệp thiên nghĩ cũng phải có thể xuất hiện ở trong Minh Ngọc Trang của Minh Triệt, coi như đã tự giải quyết được một số vấn đề. Đây cũng giống như kiếp trước của hắn, có một số người mua danh vậy, các nàng sẽ cố gắng xuất hiện ở một số địa phương, là vì trong mắt đại đa số người, chỉ cần ở những địa phương kia, liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Về phần quần tất mặt trên người có lành lặng hay không, túi sách có phải đi thuê hay không, váy dạ hội có dùng chung hay không, cũng đều không trọng yếu. Chuẩn bị thỏa đáng, Bạch Vụ và Nguyễn Thanh Vận cùng với Lưu Chanh Tử đi đến tầng 3. Vào thời điểm đi thang máy, hắn cảm nhận được lần vũ hội này hắn có khả năng rất bận rộn. Lưu Chanh Tử nhỏ nhắn xinh xắn, cho dù trước kia vòng một lép kẹp, nhưng vòng eo và đôi chân của nàng lại có vốn liếng kinh người, nàng chọn trang phục dạ hội màu sâm panh, chiếc váy dạ hội này đơn giản và có thiết kế lưng áo nổi bật, giàu có cảm giác thiết kế. Trong chớp mắt trở thành tây thi trong cảng nhạc nhạnh, biến thành quý phụ thời thượng tầng 3 tòa tháp. Về phần Nguyễn Thanh Vân, dường như nàng sinh ra là để khiến cho vô số đàn ông phải ngước nhìn, nàng vốn dĩ rất cao, thế cho nên có đôi khi thường suy nghĩ, chính mình nếu hôn môi cùng với cốc thanh ngọc, liệu có phải cúi xuống hay không? Hôm nay càng là mặc một chiếc váy đen và một đôi giày cao gót màu đen. Chỉ là đôi chân dài đã đủ khiến cho vô số sắc lang trên vũ hội hưng phấn, nếu như lại nhìn thấy khuôn mặt của nàng, e rằng sinh ý của những người khác đêm nay sẽ không quá tốt trên đường đi bạch vụ đều là tiêu điểm, đến tầng 3, Minh Triệt rất nhanh liền phái xe chuyên dụng đến đón. Y đã sớm cảm thấy, bạch vụ là một người cũng giống như mình, rất biết cách kén chọn phụ nữ. Trong chớp mắt nhìn thấy Nguyễn Thanh Vận cùng với Lưu Chanh Tử, Minh Triệt ngây dại. Y không phải loại biến thái không thể động đậy khi nhìn thấy nữ nhân, chỉ là thuần túy không nghĩ tới, vị bạch huynh đệ này lại giấu sâu như vậy. Trong chớp mắt nhìn thấy hai người vợ của ngươi, ta nhất định phải kết giao với một người bằng hữu như người nguyễn thanh vận cùng với lưu tranh tử che miệng cười khẽ vốn dĩ gặp dịp thì chơi các nàng cũng không có sĩ diện cãi láo như vậy không có cảm thấy mình bị mạo phạm minh triệt cũng rất có phong độ cử chỉ vừa vặn y không thiếu nữ nhân cũng không thiếu nữ nhân tốt trên đường đi đến minh ngọc trang y và bạch vụ trò chuyện rất vui vẻ không có chút nào dùng ánh mắt hèn mọn bị ổi liếc nhìn lưu tranh tử cùng với nguyễn thanh vân y cũng biết mục đích chân chính của bạch vụ lần này e rằng đại mỹ nữ và tiểu mỹ nữ này bạch vụ cũng sẽ không nhường ra biểu hiện của minh triệt khiến cho bạch vụ có chút ngoài ý muốn ngược lại là nhìn càng thuận mắt hơn một chút những loại người có năng lực làm đại sự này yêu thích đồ vật nào đó nhưng cũng chỉ dừng bước tại yêu thích tuyệt đối sẽ không xa đà bạch huynh đệ hôm nay người thật sự khiến cho ta kinh hỉ ta có một tin tức cốt cùng với một tin tức xấu muốn nói cho ngươi Ngươi định nghe cái nào? Tin tức xấu. Đêm nay người có lẽ sẽ phải xả giao hơi nhiều. Hai cô nàng xinh đẹp này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý và quan tâm của nhiều người. Bạch vụ gật gật đầu, vấn đề không lớn, ta không tin có người có thể dùng những nữ nhân khác để đổi hai đại mỹ nữ. Thực sự không phải là ta tự tin đối với chính mình, mà là tự tin đối với hai hai đại mỹ nữ. Nguyễn Thanh Vận cười cười, miệng của bạch vụ ngược lại là rất ngọt. Minh Triệt cũng nghĩ vậy, y đã tham gia loại vũ hội này rất nhiều lần. Thật sự không tìm được một người nào có thể so với vị mỹ nữ cao gầy mà Bạch Vũ mang đến này. Cho dù là một mỹ nữ nhỏ nhắn xinh xắn khác, cũng coi như là vô cùng đẹp mắt. Hâm mộ thì hâm mộ, minh triệt cũng không có chút nhớ thương nào, y tiếp tục giảng thuật chính sự, còn lại là tin tức tốt, ta có thể khẳng định, đêm nay người tiếp dẫn nhất định sẽ tìm người tốt. Bạch Vũ nắm chắc tâm lý. Nói chuyện và cười đùa một đoàn người rất nhanh đi tới Minh Ngọc Trang. Cho dù bà chủ quỷ thôi ma sự vụ sở đã gặp qua không ít các mặt của xã hội, tiếp xúc qua không ít sinh ý, cũng không thể không thừa nhận, Minh Ngọc Trang đích thực là một công trình kiến trúc rất có khí tức quý tộc. Vũ hội được tổ chức trên tầng 2 của tòa nhà chính trang viên. Bạch vụ chưa từng đến đây, thoạt nhìn giống như một nhà hàng với cách trang trí độc đáo, mọi thứ đều rất giống với giới thượng Lưu Anh trong kiếp trước, chỉ khác là đồ ăn trên bàn rất không ngon miệng cứ như thể bước vào một căn bếp riêng chỉ tiếp vài vị khách mỗi ngày sau đó món ăn đầu tiên được đặt trên bàn ngọc lục bảo là một đĩa xiếp tươi nhìn bữa ăn dinh dưỡng được trang trí rất có nghệ thuật trên bàn bạch vụ đã không còn mong đợi nào đối với vũ hội hắn tới không tính sớm cũng không tính là muộn đằng sau còn có khách nhấn lần lượt đi đến mà các khách nhân đi đến đã ở dưới sự chiêu đãi của nhân viên do minh triệt an bài bắt đầu trao đổi các loại sự tình ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu bởi đèn chùm pha lê tiếng nhạc cốt thượng lưu dưới tiếng hát lười biến và những cuộc trò chuyện trầm thấp của đôi nam nữ đã khiến cho cái gọi là không khí tiệc tùng bắt đầu tích tụ minh triệt nói ngươi có thể lựa chọn bất kỳ một cô nương nào người thích sau đó nói chuyện với người sở hữu nàng về phần nói cái gì ngươi cũng biết hiện tại hãy tiến vào đi bạch vụ ở dưới sự bao quanh của nguyễn thanh vận cùng với lưu chanh tử tiến vào phòng khiêu vũ trong lúc này nhiều người vẫn đang suy nghĩ về cách thuyết phục nam nhân khác hoàn thành giao dịch với một khoản tháp tệ tăng thêm. Ở trong chớp mắt Bạch Vũ tiến vào, bọn họ chỉ là nhìn sang theo thói quen, lập tức không thể rời ánh mắt nữa. Ánh đèn vàng ấm và âm nhạc êm dịu này đều trong nháy mắt bị hai nữ nhân bên người Bạch Vũ hòa tan. Nhóm sắc lan nhất thời trở nên hưng phấn. Ta bỗng nhiên đổi chủ ý, có lẽ ta nên giữ lại tháp tệ của mình, nói chuyện cùng với vị tiểu huynh đệ bên kia một gã mập răng vàng nói nữ nhân phía sau gã nhỏ nhắn xinh xắn mỹ lệ mang theo vài phần mị thái tổ hợp của hai người này tuyệt đối là tổ hợp tiền bạc theo nghĩa chính thống bạch vụ đảo ánh mắt qua toàn trường những người này coi nữ nhân là hàng hóa hắn đối với những người này cũng không có cảm giác gì tốt hắn không có vội vã tìm địa phương ngồi xuống bởi vì ai cũng không thích đáng nói chuyện công việc một khi ngồi xuống liền phải bận đối phó với mấy tên biến thái già nua này mục đích của hắn chỉ là tìm người tiếp dẫn, hắn tin tưởng người tiếp dẫn đang ẩn mình trong nhóm người này. Chỉ là tốc độ tìm kiếm người tiếp dẫn, nhanh hơn rất nhiều so với bạch vụ tưởng tượng, mà người tiếp dẫn lại chính là nữ. Ánh mắt của nữ nhân này rất lăng lệ, bên người nàng cũng có một người nam nhân, nhìn có vẻ như là quý tộc có gia cảnh giàu có, nhưng vẻ mặt của hai người, phản phất như nữ mới là chủ nhân, nam chỉ là tôi tớ. Đến từ tầng năm kẻ thống trị, với tư cách là thủ hộ giả trung gia, trên người nàng có được vật phẩm nào đó giống như ngươi bánh xe roulette. Đừng thắc mắc nàng với tư cách là nữ giới đến từ tầng năm, tại sao lại đi tới đây, trung gia là một gia tộc rất đặc thù, ở trong mắt gia chủ của bọn họ, cho dù là con gái của mình, cũng chỉ là một món hàng. Thử nghĩ xem, người ở trong một tòa trang viên, đã từng gặp được nữ nhi trung gia. Tuy nhiên người tốt nhất nên đợi nàng tới tìm ngươi, mà không phải người đi tìm nàng dựa theo tin tức lấy được ở trong sòng bạc lúc trước người tiếp dẫn ăn mặc rất kín vào thời điểm lựa chọn người sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở một góc hẻo lánh bí ẩn nào đó người tiếp dẫn không rõ là nam hay nữ hơn nữa người tiếp dẫn có thể chủ động liên hệ không thể đi tìm người tiếp dẫn là thông qua bánh xe roulette dẫn người vào đặc biệt khu vực cho nên bạch vụ suy nghĩ một chút nữ nhân đến từ tầng năm hẳn là xem xét mục tiêu trước sau đó ngụy trang tìm cơ hội tiếp cận bản thân đồng thời để mọi người không nghi ngờ còn có thể chuyên môn để lại một người tiếp dẫn giả kể từ đó liền có thể nói thông dù sao thì từ trước đến nay nữ nhân ở nơi này đều là hàng hóa ai lại nghĩ đến người tiếp dẫn khiến cho người ta để ý ở chỗ này kỳ thật là nữ nhân thủ hộ giả của gia tộc kẻ thống trị xem ra nữ tử họ chung giống như mấy người yến tự tại liễu hổ vậy thực lực không thể khinh thường tuy nhiên bởi vì yến tự tại không có ở đây Phổ lôi nhãn cũng không có cho ta trình tự thiên phú cùng với chuỗi sức mạnh của nàng. Bạch vụ không có nghĩ quá nhiều. Trung gia Không thể nghi ngờ, từ nội dung trong chú thích, đây chính là phụ thân của cô bé chơi trò chơi ba người trong trang viên kia. Chỗ này ở trong rất nhiều khu vực trong bánh xe roulette của gia ẩn, xem như có độ khó tương đối cao. Nếu không phải có phổ lôi nhãn, bạch vụ nói không chừng bây giờ còn đang làm cha của Lâm Vô Nhu tìm được mục tiêu nhanh hơn trong dự đoán, Bạch Vũ tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống. Phòng khiêu vũ chia thành 24 khu vực, mỗi khu vực có 3 chỗ nghỉ ngơi, bài trí rất tinh tế, đều có nhân viên phục vụ riêng. Bạch Vũ đang ngồi ở phía ngoài cùng bên phải của khu vực số 24. Cũng bởi vậy, đại đa số ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại khu vực số 24. Trái ôm phải ấp hắn, làm cho người ta rất hâm mộ. Nhưng Bạch Vũ kỳ thật rất khẩn trương, hắn giống như Keanu Nevis chụp ảnh vậy, tay kỳ thật cũng không có thật sự đụng vào Nguyễn Thanh Vân cùng với Lưu Chanh Tử. Nhìn như khoát tay sau lưng hai người, trên thực tế là vô cùng gò bó đặt ở chỗ tựa lưng ghế số pha. Việc cần làm tiếp theo là tận hưởng bữa tiệc không vui này và giả vờ thích thú. Tiểu ca ca, chúng ta cứ ngồi như vậy cũng quá nhàm chán, tâm sự một chút không? Ta nhìn thấy một người rất lợi hại. Có bao nhiêu lợi hại? Ngươi nói xem, để ta giúp người giám định một chút. Bạch vụ vào trước khi người tiếp dẫn đến tìm chính mình, nhàm chán nói. Nguyễn Thanh Vân cũng có hứng thú, nàng cũng không muốn cùng tham gia vũ hội với những sắc lang này. Lần này đến đây, kỳ thật chủ yếu là lo lắng lưu tranh tử. Đồng thời cũng muốn biết liệu có thực sự manh mối về vụ án thiếu gái mất tích ở tầng dưới cùng hay không. Ngươi hãy nhìn bàn hai người ở khu vực số 7, nữ nhân ở giữa giường như bị nam nhân kéo đi tham dự cuộc tụ hội này, trên thực tế nàng càng muốn đến hơn so với nam nhân. Vì sao? Hỏi chính là Nguyễn Thanh Vân. Nhìn ánh mắt của nàng đi Nguyễn Tỷ, nàng chính là người hưởng thụ loại trao đổi này, hẳn chỉ là vì tháp tệ mới kết hôn với nam nhân hiện tại, vào thời điểm biết được có loại tụ hội này, nam nhân của nàng liền muốn dùng nàng để đổi nữ nhân càng đẹp mắt hơn, nào ngờ, nàng cũng đã sớm ghét bỏ nam nhân. Hy vọng được giao dịch vào trong tay nam nhân càng đáng tin cậy hơn, về phần ghét bỏ phương diện nào, liền không biết được. Lưu Chanh tử dùng một loại giọng điệu nữ lái xe nói. Người ta nói phụ nữ lái xe chắc chắn hơn nam giới, hiện tại Bạch vụ xem như đã tin tưởng những lời này. Lưu Chanh tử đây là đang nói bóng gió rằng nam nhân kia không được. Chú Thích cũng chứng thực lời nói của Lưu Chanh tử, trước khi y đến bữa tiệc này, vợ của y đã phát cho y hơn 10 cái mũ màu xanh. Hiện giờ có một cơ hội có thể phát mũ công khai như vậy, y cũng không biết vợ của mình có bao nhiêu vui vẻ. Nguyễn Thanh Vân cũng rất nhanh đuổi kịp tư duy của Lưu Chanh Tử, che miệng cười khẽ. Các ngươi lại nhìn khu vực số 4. Người này là một kẻ trộm gà cừ khôi, những người khác đều là mang vợ tới, y lại chỉ dẫn theo một kỹ nữ, ngươi lại là làm sao biết được. Nguyễn Thanh Vân nhìn về phía khu vực số 4, chỗ đó chỉ có một nam một nữ. Bạch Vũ phát hiện ra, Lưu Chanh Tử đúng là có mắt nhìn người. Ngươi nhìn đi, trên tay nam nhân đeo nhẫn, trên tay nữ nhân không có mang nhẫn hơn nữa nữ nhân mặt chính là sườn xám lộ đùi phong cách này là phong cách có từ mấy năm trước nàng hơn phân nửa là đến từ tầng dưới cùng như chúng ta tuy nhiên chuyện này cũng không nói rõ cái gì nhưng trên đùi lại có hình xăm hình xăm đây không phải là tự do cá nhân sao đúng vậy nhưng hình xăm có rất nhiều chủng loại những người thích xăm hoa bướm vân vân nói chung không phải là xăm trong tiệm xăm cao cấp lưu chanh tử cũng không nói quá nhiều chi tiết kỳ thực nàng là dựa vào suy đoán Tuy nhiên nàng đoán vô cùng đúng, Bạch Vũ nói, người nam nhân này kỳ thật ngay cả nhẫn cũng là giả, y không có kết hôn, đây là lần đầu tiên y tham gia loại vũ hội này, mục đích của y giống như chúng ta, là tới điều tra. Nguyễn Thanh Vận cùng với Lưu Chanh Tử không nghĩ tới tầng này, Lưu Chanh Tử hỏi, làm sao người biết được chuyện này? Đoán. Bạch Vũ chẳng muốn giải thích chi tiết, người này kỳ thật là người của Minh Triệt. Nguyễn Thanh Vận cùng với Lưu Chanh Tử cũng không hỏi kỹ. Ba người không trò chuyện được bao lâu, từng kẻ sắc lang bắt đầu đến, nói chuyện làm ăn. Người đầu tiên đến là một thanh niên có mái tóc vàng, cực kỳ đẹp trai, nhưng tay lại rất không trung thực. Tay của gã khiến cho cô gái đi theo lộ ra biểu tình kỳ kỳ quái quái, như là đang nhẫn nại thống khổ, nhưng lại không dám hét to lên. Với tư cách là thế hệ trẻ của gia tộc người quản lý tầng 4, ở tầng 3 này, có rất nhiều người đều biết thanh niên tóc vàng này, gọi gã là Dương thiếu gia. Bạch Vũ chỉ cảm thấy trên người người này tràn đầy khí tức học sinh tiểu học, giống như loại trẻ trâu tự đặt nickname cho mình là vào nhà chứa một mình. Thanh niên tóc vàng từ trước đến nay cũng là đã quen cuồng vọng, định trực tiếp ngồi ở bên cạnh Nguyễn Thanh Vân. Cút sang một bên. Còn chưa kịp tới gần Nguyễn Thanh Vân, Bạch Vũ liền trực tiếp hạ lệnh trục khách. Bảo ta cút. Ngươi có biết ta là ai không? Không cần biết ngươi là ai, cút sang một bên. Lão tử thế nhưng là. Ngón tay của Bạch Vũ gõ nhẹ lên bàn cà phê trước mặt, trên bàn trà nhất thời nứt ra giống như mạng nhện. Thanh niên tóc vàng không dám nói tiếp nữa. Gã cũng có chuỗi sức mạnh cấp 2, cho nên biết chiêu vừa rồi của Bạch Vũ có bao nhiêu lực lượng. Xem như người lợi hại, thanh niên tóc vàng xám xịt rời đi, Nguyễn Thanh Vân nói, thực lực của người tiến bộ rất nhanh. Đều là do phó đoàn trưởng mang theo. Nguyễn Thanh Vân cười cười, cũng không có nhiều lời, Bạch Vũ đích thực là một người rất biết nói chuyện. Đuổi đi thanh niên tóc vàng, lại có mấy trung niên nhân bụng vệ tới liên tiếp. Bọn họ rất có chừng mực, sẽ không có không tự chủ giống vị dương thiếu gia kia, Bạch Vũ ngược lại là không có hù dọa bọn họ. Chỉ là mở giá quá cao, khiến cho một trung niên nhân hùng hùng hổ hổ rời đi. Bọn họ đều là phú thường tầng 3, dòng dõi trong tương lai cũng có cơ hội tiến vào tầng 4. Nhưng điều kiện của Bạch Vũ quả thực là dở công phu sư tử ngoạm, đổi vợ cũng được, một khu nhà cao cấp tại tầng 5 tòa tháp là được. Tầng 5 tòa tháp, đây là điều mà họ và cả mấy thế hệ sau cũng không dám nghĩ tới. Bạch Vũ nhìn càng giống như là tới khoe khoang vợ, hoàn toàn không có thành ý trao đổi. Tuy nhiên những người đi đến Minh Ngọc trang này cũng coi như là có hàm dưỡng. Sau khi bị đuổi đi, vẫn vui tươi hớn hở giao dịch cùng với những người khác. Sau vài lần ứng đối, nguyễn thanh vân phát hiện ra bạch vụ kỳ thật rất khéo đưa đẩy đây là điểm mà cốc thanh ngọc không có hai người này tương lai cùng nhau phối hợp nói không chừng thật sự có thể cải biến một ít cục diện tại tầng dưới cùng sau khi một đám năm người rời đi một số người lại thay đổi sáo lộ thử để cho nữ nhân câu dẫn bạch vụ khiến cho bạch vụ có dục vọng liền có thể đánh bạc đàm phán anh chàng đẹp trai vợ ngươi ở với ngươi lâu như vậy không chán sao đêm nay ở với ta nhé muốn làm gì ta cũng được. Một nữ tử có nhan sắc không sai biệt lắm cùng với Lưu Chanh Tử, đi tới đối diện Bạch Vũ nói. Bạch Vũ nói, vậy thì thật sự quá tốt, tới tới tới, ngồi đối diện. Nữ nhân không dám nhìn Nguyễn Thanh Vân, bởi vì đây thực sự là một mỹ nữ không thể so sánh, nhưng nàng rất tự hào lắc ngực đối với Lưu Chanh Tử. Nàng còn tưởng rằng nội dung cốt truyện kế tiếp là mình sẽ gạt Lưu Chanh Tử ra, chiếm một vị trí, nhưng Bạch Vũ vừa mở miệng nàng liền bối rối chúng ta hãy chơi trò chơi vấn đáp. Giả sử chiều cao của tòa tháp là 7.200m và diện tích của tòa tháp gấp khoảng 1733 lần Minh Ngọc Trang. Như vậy mua tầng 5 tòa tháp, tổng cộng cần bao nhiêu tháp tệ? Cô nương này mở to hai mắt, nhìn bạch vụ trong lúc nhất thời không biết làm sao. Không thể nào, ngươi thậm chí ngay cả loại vấn đề này cũng không biết. Quả nhiên là ngực to mà không có não. Lưu Chanh Tử cùng với Nguyễn Thanh Vân bật cười lưu chanh tử nói tiểu ca ca ở đây không có nữ nhân nào người thích sao không có nguyễn thanh vận hỏi người thích nữ nhân như thế nào ta có sở thích giống như tần lâm nhưng loại nữ nhân này rất ít ỏi có lẽ tương lai ta sẽ là tình địch cùng với tần lâm là dạng nữ nhân gì ta cũng tò mò lưu chanh tử coi như là hỏi thay cho yến cửu bạch vụ nghiêm trang nói yêu cầu của ta đối với bạn gái là đến từ ai cập coi trọng tóc trắng lực công kích từ 2.800 đến 3.500, không có kháng tính đối với thẻ trạm bảy ma pháp, số sao cất bước là 8 sao, chủng tộc cần phải là long tộc, còn lại không bắt buộc. Bà chủ nếu như tìm được người phù hợp, có thể giới thiệu cho ta. Nguyễn Thanh Vân là nhìn ra được, thiên niên này giống như cốc thanh ngọc vậy, ngược lại cũng không phải là không có ham muốn tình yêu nam nữ, chỉ là có quá nhiều việc phải làm, và tình cảm chỉ là thứ yếu. Tiểu cửu thích ngươi là vẫn phải chờ đợi, Tuy nhiên ngươi chắc có lẽ sẽ không đầu gỗ như phó đoàn trưởng, đúng không? Nguyễn Thanh Vân nói. Bạch Vũ không trả lời câu này, bởi vì nữ nhân luôn thích cài bẫy. Càng ngày có càng nhiều người tới tham gia vũ hội, người có ý đồ với Nguyễn Thanh Vân cũng liền càng ngày càng nhiều, hắn bắt đầu gặp chiếu phá chiêu. Lưu Chanh Tử cùng với Nguyễn Thanh Vân coi như là thấy được sự buồn nôn của những nam nhân này. Ở chỗ này, sinh mệnh thật sự chỉ là hàng hóa cũng không phải chỉ có nữ nhân thê thảm, nếu như đổi thành vũ hội phú bà nào đó, nam nhân cũng sẽ có kết cục như thế. Chỉ là các nàng cũng không có cảm khái cái gì, tập mãi thành thói quen. Đây là tầng 3 tòa tháp, là một nơi mục nát. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, rất nhiều người phát hiện ra không có cách nào khiến cho bạch vụ giao dịch, liền liên hệ với Minh Triệt, muốn nhờ trang chủ Minh Ngọc trang nghĩ một ít biện pháp. Nhưng Minh Triệt là thiên hướng về bạch vụ, dần dần liền không có ai tới hỏi bạch vụ. Bạch Vũ cảm nhận được mấy lần, ánh mắt của nữ nhân trung gia một mực nhìn chính mình. Bởi vì có quá nhiều ánh mắt nhìn chính mình, cho nên ánh mắt như giám thị của nữ nhân trung gia cũng không có quá trắng trợn. Hắn cho rằng thời cơ đã không sai biệt lắm, liền tìm lý do đi toilet thử thời vận. Trong chớp mắt Bạch Vũ đứng lên, nữ nhân trung gia cũng đứng lên. Bên bồn rửa mặt, Bạch Vũ nhìn mặt của mình trong gương, lắng nghe động tĩnh xung quanh, kiên nhẫn chờ đợi hắn đã cảm giác được một cổ khí tức nào đó người tiếp dẫn quả nhiên xuất hiện trang phục của đối phương ngược lại là rất tương tự cùng với đảo chủ hoàng tuyền đảo khoác một chiếc áo choàng lớn che kín người bạch vụ rất bội phục tốc độ thay quần áo của nàng thực lực của ngươi không quá kém hơn nữa nữ nhân người mang đến cũng rất đẹp ngươi là minh triệt an bài đến điều tra ta sao thanh âm đã trải qua ngụy trang thanh âm của người tiếp dẫn khó phân biệt nam nữ bạch vụ nhìn thân ảnh phía sau mình trong gương nói ta chỉ là nghe người ta nói qua trên thế giới này có một chỗ có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp và đồ ăn ngon ta muốn đi xem một chút ta đích xác là người do minh triệt an bài nhưng nếu như địa phương người dẫn ta đến đầy đủ tốt ta cũng có thể phản bội thừa nhận thẳng thắn như vậy khiến cho người tiếp dẫn có chút ngoài ý muốn ngươi thật sự là người thích hợp giao dịch nhất trong đám người lần này nhưng đêm nay ta đã cự tuyệt vô số giao dịch ta hy vọng giao dịch của ngươi sẽ đầy đủ thú vị. Bạch vụ xoay người, nhìn thẳng người tiếp dẫn. Người đã từng đi đến những địa phương kia, đều không có ai muốn trở lại, chưa có ai sau khi trở. Về nói những chỗ đó không tốt. Người có thể đi đến ăn vực cùng với sắc vực. Nữ nhân người mang đến, mặc dù trong sắc vực cũng không thấy nhiều, nhưng có lẽ ngươi sẽ rất có hứng thú đối với ăn vực. Bạch vụ gật gật đầu, ra hiệu cho người tiếp dẫn tiếp tục ta không thể mô tả cho ngươi những món ăn ngon trong ăn vực, dù sao thì mọi người cũng không thể tưởng tượng được những thứ họ chưa từng đụng đến, nhưng nếu người chịu đến khu này, ngươi sẽ được tận hưởng sự thích thú chưa từng có, bạch vụ thật sự là có thể tưởng tượng, với tư cách là một kẻ xuyên Việt. Hắn đối với bữa ăn dinh dưỡng quả thật là căm thù đến tận xương tủy. Làm thế nào để đến đó? Ý của ta là, ta phải trả một thứ gì đó, đúng không? Ngươi cần mang theo nữ nhân của người đi cùng. Ăn vực cùng với Sắc vực Tương Liên đều là ở trong một khu vực chỗ địa phương kia ở ngoài tháp. Đúng vậy, ở ngoài tháp, người sẽ thấy hai pháo đài được nối với nhau bằng những cây cầu trên cao, người tiếp dẫn cũng không ngại lộ ra một ít tin tức. Bạch Vũ nói, vậy các nữ nhân ở bên trong Sắc vực vẫn là nữ nhân sao? Như mọi người đều biết, bên ngoài tháp không thích hợp tầm hoang tác nhạc. Nghe được một câu hỏi như vậy, khiến cho người tiếp dẫn có chút ngoài ý muốn, nhân loại không phải chỉ yêu thích túi da sao? về phần đùa bẩn với cái gì, lại có gì trọng yếu. Tuy nhiên có thể nói cho ngươi là, trạng thái tiêu cực xuất hiện mỗi 4 tiếng đồng hồ một lần, ở trong đó là không có. Đối ứng với chuỗi sức mạnh đề thăng, ở trong đó cũng không có, chỗ địa phương kia đối với các ngươi mà nói, là một thiên đường hưởng lạc thuần túy. Đây là một câu trả lời có rất nhiều thông tin. Nữ nhân ở chỗ địa phương kia, có khả năng không phải là nhân loại thuần túy, có phải là ác địa hay không bạch vụ cũng không rõ ràng lắm nhưng chỉ vẻn vẹn là câu về phần đùa bẩn với cái gì, lại có gì trọng yếu này, cũng đủ để cho thấy, trong sắc vực của Trung Gia, những nữ nhân phục vụ giải trí kia, e rằng đều có kinh lịch vô cùng thê thảm. Hơn nữa Trung Gia nắm giữ một mảnh vỡ tận thế tinh lọc quy tắc vật lý, cho nên có thể khiến cho trạng thái tiêu cực mỗi 4 tiếng đồng hồ không có hiệu quả. Đại não của Bạch Vũ cấp tốc vận chuyển, nàng biết ta có chuỗi sức mạnh, lại vẫn làm giao dịch đối với ta, suy nghĩ tỉ mỉ một chút, lúc trước ở sòng bạc cũng vậy trong cơ thể ria có thiên phú lần thứ sáu nhất định được nàng nói không chừng cũng là thông qua loại phương thức nào đó biết được điểm này mới muốn mời ria mép đi sòng bạc làm cho ria thua mất thiên phú trước đó minh triệt nói mang nữ nhân càng xinh đẹp lại càng dễ dàng khiến cho người tiếp dẫn chú ý quy luật hẳn là minh triệt thông qua an ủi vợ của người mất tích phát hiện ra cũng chính là nếu như ta mang theo chị dâu lùng cùng với chanh tử đi theo, nói không chừng ta cũng sẽ ở lại đó mãi mãi. Mà chị dâu lùng cùng với chanh tử thì sẽ trở thành nô lệ mới trong sắc vực của Trung Gia. Mặc dù hiện tại xem ra, có vẻ như cũng có người trở về từ chỗ địa phương này, nói rõ dĩa quay ở chỗ địa phương kia là có hiệu lực. Chỉ là muốn đi vào địa phương kia, lại chỉ có thể thông qua bánh xe roulette tiến vào bánh xe roulette mà gia ẩn cho ta, toàn bộ môn đồ cũng đã bị ta giải quyết khu vực y lưu lại đã bị quét dọn sạch sẽ. Có hai cách để sử dụng bánh xe roulette, một loại là khóa chặt khu vực đặc biệt, một khi khóa chặt, liền phải lần lượt đến các khu vực này theo thứ tự. Thẳng đến sau khi hoàn thành, mới có thể giải trừ khóa chặt. Sau đó liền có thể tự do tiến vào khu vực đã từng tiến vào. Sau khi giải quyết xong trường trung học Bách Xuyên, Bạch Vũ có thể đi đến trang viên của môn đồ Tử La, sở thú thành phố Bách Xuyên, trường trung học Bách Xuyên, Hoàng Tuyền Đảo, cùng với chuyến bay tử vong. Các cửa ải mà gia ẩn lưu lại, toàn bộ đã bị phá giải. Hiện giờ bánh xe roulette cũng không có bất kỳ hạn chế nào. Người tiếp dẫn cho rằng một khi rời đi địa phương kia, liền không có cách nào tiến vào nữa, nhưng trên thực tế Bạch Vũ chỉ cần đi qua cái chỗ này, liền có thể tiến vào không giới hạn. Trong nội tâm của Bạch Vũ đã có phán đoán, nghĩ ra một phương án an toàn, nói, ta có hứng thú đối với giao dịch mà người đề nghị lúc nào có thể tiến hành giao dịch. Bất cứ lúc nào trong ngày, thậm chí vào lúc này cũng đều được. Con người của ta rất cẩn thận, ra ngoài tháp dù sao cũng phải chuẩn bị một chút, hẹn gặp lại ngươi ở quảng trường phía đông tầng dưới cùng sau 3 giờ nữa. Vào thời điểm từ biệt người tiếp dẫn, vị thủ hộ giả trung gia này nói một câu, nếu như người có ý nghĩ đặc thù gì đối với hai địa phương này, ta khuyên người nên sớm xóa bỏ, ngươi là người của Minh Triệt, những người tốt nhất nên hiểu rõ một sự kiện, có một ít người không phải là chủ tử sau lưng ngươi có thể khiêu khích. Được, ta cũng được mọi người gọi là một công dân nhiệt tình, một người hàng xóm tốt. Bạch vụ lộ ra vẻ mặt thành thật. Nhìn bạch vụ lộ ra vẻ mặt thông dong rời đi, người tiếp dẫn cũng không có nghĩ quá nhiều, ăn vực cùng với sắc vực thế nhưng là do cha tự mình tỏa trấn. Ngoại vị siêu cấp cường giả đã sống 700 năm này, còn có sự trông coi của rất nhiều thế lực ác đọa chỗ địa phương kia nếu như có thể được phân loại theo màu sắc kỳ thật đã là đẳng cấp khu vực màu đỏ là một địa phương còn đáng sợ hơn so với sòng bạc bất luận kẻ nào cũng khó có khả năng tạo thành uy hiếp đối với ăn vực và sắc vực nghĩ đến chỗ này nàng liền yên tâm chuẩn bị tiến hành tiếp dẫn cũng rất vui mừng chính mình lại có thể thay cha tìm được hai món đồ chơi bằng da người tuyệt đẹp mà thủ hạ của minh triệt chính là người quân đoàn bảo vệ thực lực rất cường đại cho dù không rõ ràng lắm đẳng cấp chuỗi sức mạnh của bạch vụ nhưng nàng có thể cảm nhận được quân đoàn bảo vệ nếu như đi đến ăn vực nhất định sẽ là một món quà có thể khiến cho cha cao hứng không thôi vì vậy khuôn mặt được che kín kia lại lộ ra một nụ cười có chút vặn vẹo tìm được người tiếp dẫn hơn nữa còn thành công làm giao dịch lại ở lại minh ngọc trang ứng phó với những kẻ sắc lan này đối với bạch vụ mà nói đã không có ý nghĩa nhưng bạch vụ không có lập tức rời đi mà là ở trong phòng khiêu vũ này, dặn dò Nguyễn Thanh Vận cùng với Lưu Chanh Tử một ít sự tình. Tiểu ca ca, người đi toilet cũng quá lâu rồi. Bởi vì đã có chuyện xảy ra. Chuyện gì? Thanh âm của Bạch Vũ rõ ràng là hơi nhỏ một chút, Lưu Chanh Tử cùng với Nguyễn Thanh Vân vì nghe được rõ ràng hơn, không thể không xích lại gần hơn. Nhìn từ xa, giống như là hai con mèo con đang làm nũng. Sau khi nhận được tin tức liền trực tiếp rời đi, ít nhiều gì cũng có chút mất tự nhiên, Bạch Vũ trước kia không nghĩ tới người tiếp dẫn đến từ tầng 5 tòa tháp, cho nên hiện tại hắn không thể không cân nhắc một vấn đề, liệu ở trong Minh Ngọc Trang còn có những gián điệp khác, ít nhất là trong phòng khiêu vũ không có. Bởi vì không có ai có thể ngụy trang ở trong tầm mắt của hắn. Thế là hắn liền dứt khoát nói công việc phải làm sau khi ra ngoài tháp. Ta tới chỗ này là vì điều tra một ít chuyện mà phó đoàn trưởng phân phó, dính đến giữa người trong tháp cùng với thế lực ác đọa ngoài tháp, cho nên ta cũng liền không nói tỉ mỉ nhưng chuyện này hiện tại xem ra bích xác có quan hệ cùng với vụ án thiếu nữ mất tích tầng dưới cùng vẻ mặt của bạch vụ vẫn là vẻ mặt vô cùng ung dung đó hắn trông giống như là đang trò chuyện một ít lời phong nguyệt cùng với hai nữ nhân nguyễn thanh vận cùng với lưu chanh tử đều là những người rất cơ linh hai người cũng hiểu được bạch vụ là muốn mượn chỗ ồn ào này nói một ít chính sự lịch sử của vụ án này có thể còn lâu dài hơn chúng ta tưởng tượng, có ý tứ gì. Sẽ luôn không đến mức chúng ta khi còn bé liền có. Lưu Chanh Tử không hiểu khái niệm lâu dài này. Nếu như ta không có đoán sai, có khả năng là hơn 600 năm trước thậm chí càng lâu hơn, tầng dưới cùng đã có nữ nhân không ngừng mất tích. Lưu Chanh Tử cảm thấy sợn tóc gáy. Nguyễn Thanh Vân cũng hiểu được việc này có chút nghe rợn cả người. Vụ án kéo dài mấy trăm năm. Đây không phải có nghĩa là bắt cóc những thiếu nữ kia là một cổ thế lực cực kỳ cường đại. Bạch Vũ nói, những thiếu nữ mất tích này đi ra ngoài tháp. Vậy thời gian cứu viện cũng đã vượt qua ba ngày, chẳng phải là vĩnh viễn cũng không tìm được. Nguyễn Thanh Vận hỏi. Đúng vậy, các nàng bị nhốt ở một chỗ, bị người ta coi như đồ chơi. Ánh mắt của Nguyễn Thanh Vân trở nên lăng lệ. Mà ta muốn điều tra, chính là chỗ này, muốn đi vào chỗ này, nhất định phải mang hai người các ngươi đi theo, cho nên ta phải nói một sự kiện. Sự kiện gì? Ngoài tháp không có địa phương an nhàn hưởng lạc, sở dĩ bên kia yêu cầu ta dẫn hai người các người vào, chỉ sợ là cũng có ý đồ với các ngươi, sau khi tiến vào, các ngươi liền trực tiếp khởi động dĩa quay, đừng có bất kỳ do dự nào. Sau đó các ngươi theo ta đi đến phần bộ quân đoàn điều tra, mang theo các loại trang bị cần có khi ra ngoài tháp. Vậy ngươi thì sao? Lưu Chanh tự nói ta cũng sẽ trở về cùng với các ngươi, lần này ta chỉ là đi đánh dấu nơi này, dựa vào lực lượng của một mình ta, chỉ sợ là không có cách nào phá hủy nơi này. Bạch Vũ đã có kế hoạch, lợi dụng bánh xe roulette ghi chép tọa độ ăn vực cùng với sắc vực, trở về tòa tháp, lại mang theo thành viên tổ bảy, phá hủy toàn bộ địa phương này giống như phá hủy sòng bạc vậy. Ta chưa bao giờ đi đến địa phương kia, phàm là một nơi được gọi là thiên đường, như vậy đối ứng, liền sẽ có địa ngục tồn tại. Có đôi khi thiên đường cùng với địa ngục cũng không có khoảng cách vật lý. Tại tầng dưới cùng tòa tháp, quảng trường phía đông. Sau 2 giờ chuẩn bị, Nguyễn Thanh Vận cùng với Lưu Chanh Tử đã thay đổi trang phục hiện đang được các nữ lính đánh thuê ưa chuộng. Xét theo thời gian, bây giờ đã là ban đêm, những địa phương mà bọn họ đi đến cũng không có thuyết pháp ban ngày và ban đêm. Người tiếp dẫn vẫn là bộ dáng thần bí kia. Ở trước tấm bia đá màu xanh nàng nhìn lưu Chanh tử cùng với nguyễn thanh vân mặc dù đã đổi thành trang phục nữ lính đánh thuê vẫn không che giấu được vẻ ưu nhã nụ cười trên mặt càng thêm tà mị cho dù bạch vụ cùng với hai người lưu Chanh tử là không nhìn thấy điều gì sẽ xảy ra nếu ta cảm thấy nhàm chán và quay lại sau khi đi vào không có nam nhân nào có thể kháng cự chỗ địa phương kia chỉ có giao ra nữ nhân của mình mới có thể tiến vào bên trong sắc vực tràn đầy nữ nhân kia vị thủ hộ giả trung gia này không tin có nam nhân có thể cự tuyệt oanh oanh yến yên bên trong pháo đài ta hy vọng nó thú vị như người đã nói biểu hiện của bạch vụ rất tự nhiên nhìn người tiếp dẫn dùng động tác cực kỳ bí ẩn khởi động bánh xe roulette ở dưới sự ra hiệu của người tiếp dẫn ba người bạch vụ nguyễn thanh vân lưu chanh tử bị một luồng ánh sáng trắng bao phủ mặc dù chưa bao giờ rời khỏi tháp nhưng lưu chanh tử biết ánh sáng trắng chính là đại biểu cho an toàn nhất là bạch vụ thế nhưng là người từng trở về từ khu vực màu đỏ. Một mảnh ánh sáng trắng trong ý thức dần dần tiêu tán, trước khi bạch vụ mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là một mùi thơm nồng nặc. Hắn vô thức ngừng thở, vội vàng mở mắt. Tử tuyến thảo là một loại thực vật có mùi thơm mãnh liệt, làm cho người ta sản sinh cảm giác mê huyễn, lấy chuỗi sức mạnh của người mà nói, thứ này giống như nước trong veo, nhưng hai cô gái ở bên cạnh người có thể sẽ không cưỡng lại được, các nàng có lẽ sau đó không lâu sẽ thấy được ảo giác hoặc là ảo giác thính giác. Lúc này dùng mùi hồng tuyến thảo kích thích một lần nữa là được, tuy nhiên nơi này cũng không tìm được hồng tuyến thảo. Hơn nữa mùi thơm ngươi ngửi được, cũng không chỉ là bắt nguồn những thực vật thú vị này. Tin rằng người đã thấy được, hắc hắc hắc, ta quả thật cười như lão sắc quỷ. Cảnh tượng trước mắt, khiến cho Lưu Chanh Tử cùng với Nguyễn Thanh Vân đều lộ ra biểu tình kinh hãi mùi thơm tử tuyến thảo muốn ảnh hưởng tâm trí, còn cần một ít thời gian trong thời gian này các nàng vẫn có tư duy bình thường mặc dù bạch vụ đã quen với việc nhìn thấy cảnh tượng khoa trương cũng bị một màn trước mắt trấn trụ ở trong thuyết pháp của người tiếp dẫn sắc vực cùng với ăn vực là hai tòa pháo đài liên kết với nhau thông qua cây cầu phía trên pháo đài những khách nhấn may mắn có thể từ sắc vực đi đến ăn vực nhưng đại đa số người đi tới đây trên cơ bản liền vĩnh viễn không muốn rời khỏi sắc vực vào giờ khắc này Ba người bạch vụ đang ở ngoại vi pháo đài, những gì họ nhìn thấy là quan cảnh trong cổng pháo đài. Thiết kế của pháo đài, sau khi tiến vào cổng chính là khu suối nước nóng. Toàn bộ pháo đài giống như là thánh đường thế kỷ 14, trang trí vô cùng lộng lẫy, quảng trường dẫn vào bên trong pháo đài được thay thế bằng những mảnh suối nước nóng, vô số nữ nhân đang nô đùa trong suối nước nóng, hơi nước và thanh âm vui cười của nữ nhân, đủ khiến cho nam nhân dở xuống toàn bộ phòng bị. Nữ nhân ở bên trong suối nước nóng, như ẩn như hiện ở trong hơi nước, thể hiện ra tư thái biển chuyển. Những mùi thơm nồng nặc đó, một bộ phận đến từ chính tử tuyến thảo, một bộ phận đến từ những nữ nhân trong suối nước nóng. Trong hơi nước mờ mịt, ánh mắt của các nàng càng thêm dụ hoặc. Dần dần, các nàng phản phất như ngửi được mùi nhân loại, có lẽ là bởi vì sự kinh ngạc trong nội tâm của Lưu Chanh Tử cùng với Nguyễn Thanh Vân, khiến cho các nàng kích động theo bản năng. Tiếng trên rỉ phát ra từ giữa cổ họng, có lẽ mang theo vài phần ý vị thống khổ, lại đặc biệt kích thích thần kinh của nam nhân. Mọi thứ trước mắt, đối với những nam nhân không ngừng tìm kiếm bầu bạn trao đổi ở vũ hội của Minh Triệt mà nói, tuyệt đối là thiên đường. Nhưng như Bạch Vũ đã nói, ở giữa thiên đường cùng với địa ngục, có lẽ cũng không có khoảng cách vật lý. Biến dị cấp 1, năng lực dị biến, mùi thơm lạ lùng. Các nàng, không đúng, ánh mắt với tư cách là một nhà văn học có tư duy chặt chẽ và logic, nên gọi là chúng chúng tuy đã trở thành ác đọa nhưng không có tuệ, có lẽ còn có một ít chấp niệm và ký ức khi còn sống. Nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người đùa bẩn chúng. Ngươi không cần nghĩ vì sao sẽ có nhiều ác đọa có năng lực dị biến giống nhau như vậy, giống như là ký linh khuếch tán vậy, ở trong hoàn cảnh đặc biệt, tình cảnh đồng dạng, tâm tình đồng dạng, sẽ sản sinh năng lực dị biến giống nhau. Đây tất nhiên không phải là thuyết pháp tuyệt đối, trong đó có quá nhiều nhân tố không ổn định, ngươi có thể thử dự đoán, những nữ nhân ở trong quá trình ác đọa hóa không có bảo trì bộ dáng nữ giới nhân loại mà là trở thành ác đọa vô cùng xấu xí đi nơi nào đáp án chính là ở cách vách Ta ác làm cho người ta phẫn nộ nhất là nhắc nhở cuối cùng của phổ lôi nhãn cho dù là một người không cảm giác được tức giận như bạch vụ cũng không có cách nào sinh ra cảm giác vui sướng a chanh a chanh ta chết rất thảm chanh Tác dụng gây ảo giác của tử tuyến thảo nhanh hơn so với trong tưởng tượng của bạch vụ, lưu tranh tử kỳ thật còn có chút tỉnh táo, những mùi thơm này có thể khiến người ta sinh ra một loại dục vọng nào đó, nhưng nếu cảm xúc bị điều khiển bởi những thứ nhất định, chúng cũng sẽ khiến người ta nhìn thấy hoặc nghe thấy một số người hoặc là những điều đã bỏ lỡ. Lưu Chanh tử tiến về phía trước, định đi vào khu suối nước nóng bên trong công pháo đài. Bạch vụ biết bên ngoài công pháo đài là khu vực màu trắng, nhưng tiến vào trong cổng pháo đài, chính là một khu vực không biết, nhưng tính đến trước mắt cũng không có nguy hiểm. Hắn cảnh giác kéo Lưu Chanh Tử lại, nhưng Lưu Chanh Tử lại nói, tiểu ca ca, buông ta ra, ta đã nghe được thanh âm của hạt dẻ cùng với tiểu nguyệt lượng, đó là giả. Hãy nghe lời của ta. Nguyễn Thanh Vân vẫn còn tỉnh táo, chỉ là trên mặt mang theo một chút ửng đỏ, khiến cho nàng trở nên càng thêm mê người. Nàng quyết đoán khởi động dĩa quay, cũng khởi động dĩa quay cho Lưu Chanh Tử. Lưu tranh tử không kìm được ảo giác thính giác do tử tuyến thảo mang đến, mong muốn đi vào cổng pháo đài, thông qua chú thích biết được không có nguy hiểm, bạch vụ gật gật đầu, đi theo cùng với Nguyễn Thanh Vân. Chỉ còn một phút nữa là quay trở lại tòa tháp, đi vào sâu trong hơi nước, Bạch vụ nguyện ý gọi cảnh tượng kế tiếp là một phút đồng hồ nhìn mà giật mình. Bởi vì tưởng niệm bạn cũ mà đưa tới bi thương, bởi vì gặp được cảnh tượng pháo đài mà có một chút sợ hãi cùng với tức giận, tâm tình tiêu cực của Lưu Chanh Tử, Nguyễn Thanh Vân, sau khi bước vào pháo đài khiến cho vô số nữ nhân trong suối nước nóng di chuyển thân thể chậm rãi tới gần nếu như lúc này là một người nam nhân đang đứng ở giữa y có lẽ sẽ thấy được vô số nữ nhân xinh đẹp đang mới y tận hưởng một đêm đồi trụy nhưng trong chớp mắt tới gần chúng bạch vụ mới phát hiện ra những nữ nhân này dường như cũng bị tiêm một lượng lớn thuốc gây mê chúng hoàn toàn không có thể năng của ác đọa tốc độ di chuyển giống như cái xác không hồn chậm rãi di chuyển trên mặt chúng mang theo nụ cười ngây ngốc, mang theo vài phần mị thái, hai mắt nói là ẩn nước, kỳ thật là ngốc trệ. Có lẽ điều này đối với những nam nhân không biết chân tướng mà nói, chỉ là một số nữ nhân tràn đầy ham muốn đang tiếp cận chính mình. Nhưng Bạch Vũ biết rõ, những nữ nhân này căn bản không có ham muốn tình dục, chúng chỉ là bị giam cầm trong khu vực suối nước nóng chứa đầy chất lỏng gây mê này, sau đó bị thu hút bởi những tâm tình tiêu cực mà nhân loại sản sinh ra. Bất cứ âm thanh nào chúng phát ra đều là tiếng kêu theo bản năng không liên quan gì đến tình yêu nam nữ. Nếu chúng có được sức lực, nhất định sẽ điên cuồng săn giết nhân loại tiến vào pháo đài. Nhưng chúng không làm được, chúng chỉ có thể di chuyển một cách yếu ớt, chậm rãi đi về phía lưu tranh tử, sau đó có nữ nhân dùng bàn tay ướt sũng bắt lấy mắt cá chân của lưu tranh tử, cũng có nữ nhân đứng lên, dùng vẻ biểu tình mê say ngửi ngửi lưu tranh tử. Chúng nhẹ nhàng liếm láp da thịt của lưu tranh tử, trông giống như một loại hầu hạ nào đó nhưng đó cũng không phải là hầu hạ đây chỉ là kẻ săn mồi đang cố gắng ngấu nghiến đồ ăn cái gọi là nữ nhi quốc địa phương mà một người nam nhân tha thiết ước mơ căn bản chính là địa ngục nơi này là địa phương vô số nữ nhân biến thành ác đọa vào thời điểm chúng còn là nhân loại có lẽ đều đã trải qua rất nhiều sự tra tấn bởi vì chúng yếu đuối bởi vì mất đi sức lực khiến cho tất cả động tác vốn dĩ trí mạng trong trở nên vô cùng ôn nhu phản phất như tình nhân trêu chọc lẫn nhau. Lưu Chanh tử đẩy những nữ nhân tiến đến gần, vào thời điểm đĩa quay còn thừa lại 20 giây cuối cùng, nàng bắt đầu gọi tên hai người bạn tốt của mình, Hạt Dẻ, Tiểu Nguyệt. Các ngươi có ở đây không? Các ngươi đã đáp ứng ta. Không có chút dục vọng nào, sự bi thương trên mặt Lưu Chanh tử vô cùng chân thật, hơi nước cũng không che giấu được nước mắt trên mặt. Nàng không có tìm được Hạt Dẻ cùng với Tiểu Nguyệt, thế nhưng Lưu Chanh tử có thể cảm nhận được. Các nàng ở nơi này. Bạn thân nhất của nàng chắc chắn ở nơi đây. 10 giây. Trong quá trình Nguyễn Thanh Vận cùng với Lưu Chanh Tử đẩy một đám nữ nhân ra, các nàng nghe được một câu, trong nội tâm nhất thời sinh ra cảm giác bi thương to lớn. Hoang, Ngên, Quang, Lâm, Cứu, Ta. Nguyễn Thanh Vận mở to mắt, nước mắt tuôn rơi. Nàng đã nhìn ra, những nữ nhân này đã sớm biến thành ác đọa chúng không phải là loại có trí tuệ, chỉ là có một ít chấp niệm khi còn sống hoan nghênh quang lâm rõ ràng là người giam cầm họ ở đây bắt họ nói nhưng hai chữ cứu ta truyền tải lại là một cổ tuyệt vọng nồng đậm cho dù đã biến thành ác đọa vẫn khát vọng đạt được cứu rỗi như trước bạch vụ mặt không biểu tình nhưng hai tay lại siết thành nắm đấm trong vài giây trước khi quay trở lại tòa tháp chú thích bắn ra vừa tới liền muốn đi hay là người không có hứng thú với nữ nhân A, à, làm ta sợ nhảy dựng. Người chỉ là có ý định đi gọi viện binh, ác đọa còn thừa hiện tại, quên đi. Vì để cho ngươi không khó chịu thêm, ta sẽ không nói nữa. Mức độ thăm dò khu vực hiện tại là một phần trăm, tuy nhiên không sao cả, chúng ta sẽ sớm quay lại. Ta tin rằng người đã không thể chờ đợi phá hủy nơi này. Đây mặc dù là một kiện sự tình gần như không thể nào làm được, nhưng ai bảo người có ta chứ? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha tại tòa tháp, tầng dưới cùng. Lưu Chanh Tử tràn đầy nước mắt, biểu tình của Nguyễn Thanh Vân cũng rất khó coi. Chỉ tiến vào sát vực không đến 2 phút, người tiếp dẫn thậm chí cũng không kịp rời đi, sau khi nhìn thấy ba người bạch vụ xuất hiện, lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Sau khi ba người bạch vụ rời đi, nàng liền đứng đợi một lúc, nghĩ rằng sau khi cha trở về từ trong sát vực, chính mình lại có thể đạt được sự của tán thưởng cha nhưng hiện tại nàng phát hiện ra mình dường như đã thi công bận rộn một hồi. Đồng thời nàng nhận thấy biểu tình của Nguyễn Thanh Vận cùng với Lưu Chanh Tử rất không thích hợp. Các ngươi làm sao lại bỗng nhiên trở về? Người tiếp dẫn hỏi. Ta chợt nhớ ra một chuyện rất trọng yếu, cho nên vô cùng xin lỗi, ta chỉ có thể từ bỏ giao dịch với ngươi, đây thật sự là chuyện vô cùng đáng tiếc. So với Nguyễn Thanh Vận cùng với Lưu Chanh Tử, Bạch Vụ liền trấn tĩnh hơn nhiều, hắn thậm chí còn lộ ra nụ cười ấy nấy đối với người tiếp dẫn, sắc vực là một địa phương rất mỹ diệu, trong pháo đài hoa lệ, có vô số nữ nhân dáng người uyển chuyển, suối nước nóng rất mê người, hy vọng lần sau còn có thể giao dịch. Dù sao thì ta vẫn muốn thưởng thức đồ ăn ngon, nhưng hiện tại ta phải xử lý một ít sự tình. Là sự tình gì? Một ít sinh ý, e rằng ta không thể nói cho ngươi chi tiết. Bạch vụ hào hoa phong nhã, hiển lộ cực kỳ khách khí người tiếp dẫn không nghĩ tới có nam nhân nhìn thấy loại cảnh tượng đó lại còn có thể tự tuyệt hấp dẫn bạch vụ không cảm thấy cảnh tượng đó hương diễm chút nào hắn tận lực không để ý đến sự tức giận trong mắt người tiếp dẫn mang theo lưu tranh tử cùng với nguyễn thanh vận rời đi khoảng cách ra ngoài tháp lần sau còn cần chờ đợi một khoảng thời gian bạch vụ dự định dàn xếp cốt chị dâu lùng cùng với lưu tranh tử trước trên đường đi đến tầng 2, hắn tính toán độ nguy hiểm của pháo đài từ tin tức phổ lôi nhãn cho ra mà nói, trong quá trình những nữ nhân kia biến thành ác đọa, kỳ thật có một bộ phận tương đối sẽ trở nên xấu xí, nhưng những con ác đọa này vô cùng có khả năng đã bị xử lý. Khu vực xử lý chính là ăn vực, dựa theo nữ nhân bên trong sắc vực đều là ác đọa mà nói, đồ ăn bên trong ăn vực, chỉ sợ cũng có quan hệ tương đối lớn cùng với ác đọa. Phổ lôi nhãn đã đề cập rằng muốn phá hủy khu vực này gần như là không thể nào, điều này cũng có nghĩa là Bên trong an vực cùng với sát vực e rằng cất giấu một ít quái vật có thực lực kinh khủng. Lưu Chanh tử thất hồn lạc phách đi tới. Một lúc sau, ba người đi tới tầng 2. Trên đường đi đến phân bộ quân đoàn điều tra, Lưu Chanh tử nói. Tiểu ca ca, Nguyễn Tỷ, thật xin lỗi, vừa rồi ở ngoài tháp, ta không có nghe theo an bài. Ngươi hẳn là đã nghe được ảo giác thính giác đúng không? Bạch vụ không có trách cứ Lưu Chanh tử. Lưu Chanh tử gật gật đầu. Tử tuyến thảo bên ngoài sắc vực có thể làm cho người sản sinh ảo giác, tăng thêm dục vọng. Giao trồng tử tuyến thảo ở bên ngoài sắc vực, xem như là một tầng phòng ngự hợp lý. Nếu như chuỗi sức mạnh không đủ mạnh, có lẽ sẽ giống như lưu tranh tử cùng với chị dâu lùng vậy, còn chưa tiến vào pháo đài, cả người đã ở trong ảo giác. Từng ta nghe được thanh âm của tiểu nguyệt cùng với hạt dẻ, người nói xem các nàng có ở trong đó không? Hạt dẻ có ở đó không? Bạch vụ không rõ ràng cho lắm nhưng thẩm thù nguyệt cũng chính là ác đọa mỹ nhân tuyệt đối không có ở trong đó bạch vụ an ủi lưu tranh tử các nàng không ở nơi đó đừng có nghĩ nhiều như vậy điều hiện tại các ngươi cần làm chính là nhanh chóng quên đi chuyện này địa phương kia đến cùng cất giấu bao nhiêu cô gái đó chỉ là vùng ngoại vi pháo đài trong giọng nói của nguyễn thanh vân vừa có sợ hãi vừa có phẫn nộ bạch vụ lắc đầu nói trong sáu trăm bảy trăm năm dù mỗi năm mất tích một trăm cũng có mấy vạn người những gì chúng ta thấy, đích xác chỉ là một góc của băng sơn, đến cùng là hạng người gì sẽ xây dựng loại địa phương này. Vụ án thiếu nữ mất tích tầng dưới cùng còn có thể giải quyết sao? Nghĩ đến bộ dáng cầu cứu của những ác đọa đó, bàn tay của Nguyễn Thanh Vân cũng đều rung. Nàng cũng ý thức được, có thể làm được loại chuyện này, chỉ sợ không phải là tội phạm phổ thông. Có lẽ thân phận của đối phương sẽ càng thêm siêu nhiên so với dự đoán lúc trước. Bạch Vũ lắc đầu, một ít chi tiết của chuyện này, các ngươi vẫn không nên biết thì tốt hơn, nhưng ta cùng với phó đoàn trưởng, nhất định sẽ phá vụ án này. Tại tầng 2 tòa tháp, phân bộ quân đoàn điều tra. Sau khi ngũ cử nhận cuộc gọi của Bạch Vụ, liền lập tức trở lại văn phòng đội trưởng đội 7, sau khi y đi vào liền phát hiện ra Lâm Vô Nhu, Doãn Sương Vương Thế Thương tiểu ất đều có mặt. Sáu thành viên mạnh nhất tổ tiên phong tụ tập một lần nữa, Bạch Vụ nói rằng không lâu sau khi chính mình tiến vào tòa tháp liền gặp phải một vụ án vụ án thiếu nữ mất tích tầng dưới cùng lúc mới bắt đầu hắn cho rằng những thiếu nữ này cũng giống như mình là bị người nhà cái bắt đi làm đánh cuộc về sau lưu tranh tử giảng thuật kinh lịch của mình lại về sau lại một lần nữa nhìn thấy vụ án là vào thời điểm gia ẩn tiến hành âm mưu hai quân diễn võ nếu như lúc ấy bạch vụ không cứu được Nguyễn Thanh Vân khả năng lớn nhất của Nguyễn Thanh Vân chính là bị đưa đến Trung gia tầng 5 Vận mệnh của nàng vô cùng có khả năng giống như những nữ ác đọa trong suối nước nóng kia, biến thành đồ chơi bên trong sắc vực. Khác nhau ở chỗ, nàng có thể sẽ bởi vì nhan sắc tuyệt đại phương hoa, bị sắp đặt tại khu vực càng xa hoa lãng phí trong sắc vực. Lại đến đằng sau, Bạch Vũ phát hiện ra vụ án này thủy chung không thể phá, thậm chí còn có nhiều hệ lụy. Ví dụ như môn đồ tử la trong trang viên trò chơi gia đình ba người. Theo Bạch Vũ nói về những thứ mình nhìn thấy trong pháo đài, trên mặt từng thành viên tổ tiên phong đều toát ra phẫn nộ. Đây là một vụ án kéo dài 700 năm, từ khi tại gia nhập quân đoàn điều tra cho đến bây giờ, vụ án vẫn luôn đang đợi giải quyết, rồi lại không thể giải quyết. Hiện giờ cuối cùng cũng có manh mối, nhưng ta phải nói trước, chỗ đó vô cùng nguy hiểm, nếu như các vị không muốn đi, ta cũng có thể lý giải, trình độ hung hiểm của khu vực đó, e rằng không thua bất kỳ cuộc điều tra nào mà chúng ta đã tham gia trước đây. Ta muốn đi. Vương Thế nghe thế trong bụng đã sớm nổi giận. Doãn Sương cũng đè nén lửa giận, ta cũng đi. Vậy ta khẳng định phải đi. Không có ta, các ngươi căn bản không có thành tựu. Lâm Vô Nhu nói. Ta, ta cũng muốn góp một phần sức lực, thương tiểu ất tỏ thái độ. Ngũ cửu nói, ngươi điều tra sao rồi? Còn có tin tức quan trọng nào không? Bạch Vũ gật gật đầu, còn có, điều kế tiếp ta muốn nói, mới là tin tức quan trọng nhất, lần này ra ngoài tháp mức độ nguy hiểm là thứ yếu, vấn đề lớn nhất ở chỗ, nếu như chúng ta thật sự phá hủy chỗ này, sẽ dẫn đến rất nhiều sự việc khác. Còn có sự việc gì khác? Lâm Vô Nhu còn tưởng rằng đây chỉ là một cuộc hành trình thực thi công lý đơn thuần. Bạch Vũ nhìn về phía ngũ cửu, địch nhân mà chúng ta đối mặt là một kẻ thống trị, không phải là tầng năm đơn giản như vậy, mà là một trong những kẻ thống trị có quyền lực đỉnh phong trong tòa tháp. Doãn Sương mở to hai mắt, ngũ cửu cũng nhíu nhíu mày. Vương Thế đã sống trong giới quý tộc khi còn nhỏ, y đối với lực lượng mà ba chữ kẻ thống trị đại biểu là cực kỳ rõ ràng. Trong 700 năm kỷ nguyên tòa tháp, tầng dưới cùng, tầng 2, tầng 3 đều đã từng khởi xướng phản kháng đối với chế độ, phản kháng đối với kẻ thống trị. Nhưng kết quả lấy được cuối cùng chỉ có một, bị trấn áp tuyệt đối. Không phải là mỗi người cũng sẽ giống như Bạch Vụ, sẽ hiếu kỳ tầng 6 có cái gì đại đa số người cho rằng tầng năm cũng đã là lĩnh vực của thần. Tin đồn về mấy vị kẻ thống trị thật sự là rất nhiều, nhưng đều không ngoại lệ, những kẻ thống trị này đều có thực lực khủng bố. Sau khi trầm mặt một hồi, ngũ cửu nhìn về phía bạch vụ, kẻ thống trị giao đấu là một chuyện rất nguy hiểm. Người phải suy nghĩ về ý nghĩa của lần hành động này, nếu chỉ để thực hiện một loại công lý nào đó thì không cần thiết, bởi vì cái giá của việc đắc tội kẻ thống trị không phải là điều chúng ta có thể thừa nhận, thậm chí không phải là quân đoàn điều tra có thể thừa nhận ngũ cửu thực sự không phải là cự tuyệt bạch vụ mà là nhắc nhở bạch vụ phải thận trọng trong lần hành động này hơn nữa còn phải chuẩn bị đầy đủ đồng thời ngũ cửu cũng có ứng đối mặt nạ của ngươi không tệ lúc trước ta cũng đã từng nghĩ quân đoàn điều tra có thể hay không cũng có một ngày phải che khuất khuôn mặt của mình sẽ có thời điểm dùng thân phận khác không ngờ ngày này lại tới sớm hơn ta dự kiến sự tình khiến cho bạch vụ cũng không nghĩ tới phát sinh đội trưởng cư nhiên lấy ra năm chiếc mặt nạ năm chiếc mặt nạ có hoa văn tương tự như mặt nạ khuôn mặt tươi cười của bạch vụ chỉ là màu sắc hơi có sai biệt nhìn những chiếc mặt nạ khuôn mặt tươi cười có màu sắc khác biệt này bạch vụ cũng lấy ra mặt nạ của mình lâm vô nhu vương thế doãn sương thương tiểu ất cũng đều chọn một chiếc mặt na sau khi phân phối hết mặt nạ ngũ cửu nói mặt nạ xem như đã có nhưng còn phải có trang bị đối ứng các ngươi hãy tự nghĩ biện pháp, 4 giờ sáng ngày mai, tụ hợp tại quảng trường phía đông tầng dưới cùng. Câu hiệu lệnh quen thuộc này, khiến cho nhóm thành viên tổ tiên phong có chút hưng phấn. Ngoài tháp, tại địa phương không biết. Trong màn sương mù màu đỏ như máu dày đặc, một con cửu đầu xà to lớn chậm rãi mở hai mắt ra. Nó phản phất như một loại hồng hoang cự thú nào đó, hơi có động tĩnh, liền có thanh thế thật lớn, theo việc nó thức tỉnh, một bộ phận vảy rắn sau lưng nó bắt đầu buông lỏng. Mấy tháng trước, nó đã từng gặp một người có ba con quạ đến thăm. Muốn mời nó đi đến địa phương nào đó, nhưng nó cự tuyệt. Chủ nhân của ba con quạ cho rằng khu vực này chỉ có một con ác đọa là cửu đầu xà nó, thậm chí còn đưa ra thuyết pháp để cho ác đọa khác vào ở. Nhưng đã bị cửu đầu xà cự tuyệt. Trên thực tế khu vực này còn có những kẻ khác, bọn hắn chỉ là dấu ở phía dưới vảy rắn cửu đầu xà to lớn. Vào một ít thời điểm, ở trong khu vực yên tĩnh này Sẽ truyền đến một ít thanh âm đối thoại kỳ quái Giống như lúc này Thời gian nữ nhân kia ước định đã sắp đến Chúng ta rốt cục đã có thể chấm dứt chờ đợi 24 đạo thân ảnh trong màn sương mù màu đỏ như máu dày đặc cưỡi một loại mảnh thú to lớn không biết nào đó Thanh âm của người thủ lĩnh mang theo một chút trung rẩy Nàng cũng có thể là lừa gạt chúng ta Có lẽ chỉ là một cái cớ để chúng ta kéo dài hơi tàn Một thanh âm nghi vấn khác vang lên Hết thảy, hãy đợi ngày mai, nếu như là lừa gạt chúng ta, chúng ta còn phải tiếp tục chờ đợi sao? Đã 90 năm qua đi, người kia thật sự sẽ đến tiếp dẫn chúng ta sao? Ngủ đi, ta sẽ đánh thức các ngươi. Nói chuyện cuối cùng, rõ ràng là cửu đầu xà to lớn. Theo thanh âm của nó bao trùm toàn bộ khu vực, những kỵ sĩ đặt chân ở trên vảy rắn to lớn, tất cả đều rơi vào bên trong trầm mặt. Sau đó, bọn hắn trở lại vảy rắn, chìm vào giấc ngủ. Màn sương đỏ như máu vẫn bao phủ khắp vùng đất, cho dù 90 năm trước, kẻ chế tạo đám sương mù này đã bị một đám người liên thủ giết chết. Xác thực mà nói, là bị một người đeo mặt nạ nào đó, dùng tư thái không thể ngăn cản chém giết. Những câu chuyện về vùng đất này cũng không có kết thúc ở đó. Ngoài tháp, tại khu vực không biết. Lưu Mộ nhìn mặt nạ của người đeo mặt nạ trước mặt, trong lòng có cảm giác quen thuộc, nhưng người mang mặt nạ lại khác với người gã nhìn thấy lúc trước. Giả sở dĩ biến thành ác đọa chính là bởi vì gia ẩn đeo mặt nạ. Mặt nạ của gia ẩn cùng với chiếc mặt nạ trước mắt có vài phần tương tự. Nhưng khí chất của người đeo mặt nạ lại hoàn toàn bất đồng so với gia ẩn, đối phương hoàn toàn không có loại khí tức tà ác kia. Nhân loại Có ý tứ, trên người của người có một cổ khí tức khiến cho ta rất không thoải mái, nói chuyện không phải là lưu mộ, mà là nhiếp trọng sơn sau lưng lưu mộ. Y mở ra đôi cánh màu đen, trong mắt hiện ra một loại chiến ý nào đó. Toàn thân lưu mộ giống như đá đen, đang cắn nuốt bắp chân của ác đọa nào đó. Bất đồng với nhiếp trọng sơn, lưu mộ tuy hiếu chiến, nhưng sẽ không ra tay với nhân loại. Nhiếp trọng sơn không có những trói buộc này, y chán ghét nhân loại hơn ác đọa. Ồ, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này? Xin lỗi xin lỗi, ta chỉ là một người đi ngang qua, các tù. Vừa nói xong, quái nhân mặt nạ cất bước chuồng đi y cũng không nhận ra hai người trước mắt, nhưng rất hiển nhiên, y đối với loại cảnh tượng này cũng đã thấy nhiều. Đây là một loại bệnh của y. Một loại bệnh sau khi tỉnh lại, sẽ xuất hiện tại thời gian và không gian bất đồng. Trước khi ngủ vẫn còn ở trên đường ray tàu điện ngầm tại thuộc đồ 70 năm trước, sau khi tỉnh lại liền có thể xuất hiện ở thành phố Bách Xuyên vào 3 năm trước. Nhưng chỉ có thể xuất hiện trong quá khứ, không thể xuất hiện ở tương lai. Căn bệnh này rất mơ hồ. Quái nhân mặt nạ cũng rất phiền muộn, thời gian đối với y mà nói bỗng nhiên liền biến thành mê cung. Y có khả năng sau khi tỉnh lại, liền sẽ xuất hiện ở trong một con hẻm nào đó trong quá khứ. Hết thảy những điều này đều có quan hệ với chiếc mặt nạ mà y đeo, trong cuộc đời này y đã gặp được hai quái nhân mặt nạ. Một quái nhân mặt nạ cứu sống y, đưa mặt nạ cho y. Một quái nhân mặt nạ khác thì vào trước khi chết, khiến cho y nhiễm phải một loại bệnh nào đó tỉnh ngủ sẽ xuất hiện tại thời không không biết lần này y cũng không biết là xuất hiện ở đâu. Mắt thấy quái nhân mặc trang phục kỳ quái bắt đầu chạy trốn, nhiếp trọng sơn vỗ cánh, cuốn lên khí lưu đuổi theo. Lưu mộ ném đi bắp đùi ác đọa nướng trong tay, cũng bắt đầu chạy như điên, đoạn thời gian này ở dưới sự huấn luyện của nhiếp trọng sơn, tốc độ của gã đã trở nên rất nhanh, không còn chỉ giỏi về phòng ngự. Nhưng một màn khiến cho lưu mộ ngạc nhiên xuất hiện. Nhiếp trọng sơn lại không có đuổi kịp quái nhân mặt nạ tốc độ của quái nhân mặt nạ căn bản không giống như là nhân loại khoảng cách giữa họ càng ngày càng xa nhiếp trọng sơn cùng với lưu mộ lại bị quái nhân mặt nạ bỏ lại không bao lâu đã không thấy bóng dáng vào sau khi quái nhân mặt nạ biến mất lưu mộ nói nếu như không phải thanh âm của y không giống với ngũ cửu ta thậm chí còn hoài nghi y chính là ngũ cửu đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhân loại chạy nhanh như vậy nhiếp trọng sơn hừ lạnh một tiếng hừ đồ bỏ đi chỉ biết chạy trốn lưu mộ không nói gì chuyện nhiếp trọng sơn thích mắng chửi người ta là đồ bỏ đi này gã đã dần dần thích ứng nhìn thấy một quái nhân mặt nạ kỳ quái đối với lưu mộ cùng với nhiếp trọng sơn mà nói chỉ là một khúc nhạc đệm bọn hắn cũng không biết cuộc gặp gỡ này chỉ là một loại điềm báo nào đó của vận mệnh tại một vùng đầm lầy nào đó bên ngoài tòa tháp nhóm ác đọa ẩn núp ở bên trong đầm lầy hoang mang không thôi đầm lầy này còn được gọi là đầm lầy xoắn ốc một khi mắc kẹt trong đầm lầy, sẽ bị xoáy nước quỷ dị thôn phệ. Nhưng xoáy nước mặc dù thôn phệ, nhóm ác đọa trốn ở dưới xoáy nước cũng không thấy nhân loại kia rơi xuống. Quái nhân mặt nạ, phản phất như một chiếc lá trôi trên đầm lầy. Sau khi quái nhân mặt nạ dùng tốc độ khoa trương bỏ qua tổ hợp hai con ác đọa kỳ quái, bắt đầu quan sát tình huống xung quanh, nhưng thế giới này quá lớn, thế cho nên y căn bản không có biện pháp từ trong một loại cảnh tượng không biết, phân biệt rõ thời gian hiện tại tỉnh lại sau khi ngủ quên số lẻ sẽ trở lại thời gian không gian quá khứ không biết tỉnh lại sau khi ngủ quên số chẳng sẽ trở lại không gian khác trong thời gian hiện tại nhưng vấn đề ở chỗ ta đã quên mất số lần mình ngủ quên là số chẳng hay số lẻ ai chuyện này thật là phiền toái hiện tại đến cùng là hiện tại hay là quá khứ hai con ác đọa vừa rồi rất mạnh hơn nữa còn có một con có địch ý đối với ta một con không có địch ý đối với ta Thật là kỳ quái, được rồi, trước tiên tìm một chỗ ngủ một giấc. Có một đoạn thời gian, y vì đi đến một thời điểm đặc biệt, bắt đầu thử liên tục ngủ, dùng phương thức lần lượt trở lại quá khứ để khiến cho chính mình trở lại thời gian nào đó. Nhưng rất tiếc, người đeo chiếc mặt nạ này, vận khí từ trước đến nay đều không quá tốt, thật giống như 700 năm trước, chuỗi sức mạnh của y đã đạt đến cấp 12, đạt đến mức độ không thể đề thăng nữa, nhưng trên người lại một kiện vật phẩm ký linh cường đại cũng không có đều là một chút vật phẩm ký linh có năng lực hiếm thấy. Thông qua phương thức lần lượt trở lại quá khứ để trở lại thời gian nào đó, điều này cần vận khí, kết quả chính là liên tục thất bại mấy lần, thậm chí quên mất lần xuyên qua tiếp theo của mình, là trở lại thời gian tuyến bình thường, hay là thời gian tuyến quá khứ. Quái nhân mặt nạ không có xoắn suýt bao lâu, y rất nhanh tìm được một cái hang, đuổi con ác địa loại gấu trong hang ra ngoài, nằm ở trong hang, ngủ một giấc. Ước chừng qua 6 giờ, y mở hai mắt ra làm sao lại có cảm giác ta hình như đã từng ở chỗ này cách đó không xa có hai cổ khí tức cường đại một con quái vật giống như ác ma viễn cổ vậy mọc ra hai cánh cùng với một con quái vật toàn thân giống như đá đen đang ăn thịt nướng một bộ phận ác đọa sau khi chết sẽ trực tiếp tiêu tán mà loại ác đọa sau khi chết giữ lại thi thể đối với các ác đọa khác mà nói chính là một bữa ăn ngon hai con ác đọa cường đại đứng ở trước mặt quái nhân mặt nạ chính là ác ma nhiếp trọng sơn có lực phá hoại siêu cường cùng với lưu mộ có thân thể kim cương bất hoại nhân loại có ý tứ trên người của người có một cổ khí tức khiến cho ta rất không thoải mái nói chuyện không phải là lưu mộ mà là nhiếp trọng sơn sau lưng lưu mộ y mở ra đôi cánh màu đen trong mắt hiện ra một loại chiến ý nào đó toàn thân lưu mộ giống như đá đen đang cắn nuốt bắp chân của ác đọa nào đó mẹ kiếp tuần hoàng vào giờ khắc này quái nhân mặt nạ tin chắc rằng Ngày hôm qua mình không phải là trở lại quá khứ Mà là trở lại thời gian tuyến bình thường Nhưng sau khi tỉnh dậy thì tình cờ quay trở lại thời điểm ngày hôm qua Theo bản năng, quái nhân mặt nạ lộ ra biểu tình quýnh quán Ô, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này Xin lỗi xin lỗi, ta chỉ là một người đi ngang qua, các từ Nói xong dùng tốc độ ánh sáng chuồn đi Bởi vì ngày hôm qua đã chạy một lần y càng thêm hiểu rõ đối với địa hình đầm lầy xung quanh chạy còn nhanh hơn ngày hôm qua nhiếp trọng sơn toàn lực truy kích lại không đuổi kịp y rất nhanh bị bỏ rơi không thấy được thân ảnh hừ đồ bỏ đi chỉ biết chạy trốn khi nhiếp trọng sơn bị triệt để bỏ lại y không nhịn được tức giận mắng một câu lưu mộ nói người này có lẽ không chỉ có tốc độ nhanh ngươi nhận biết không nhận ra truy cầu tốc độ trong tòa tháp chỉ có phong triển cùng với ngũ cửu ngũ cửu sẽ không xuất hiện ở chỗ này phong triển cũng không có nhanh như vậy hơn nữa không phải là giọng nói này suy tư một hồi lưu mộ phát giác ra chính mình hoàn toàn không có đầu mối trong tòa tháp ngoại trừ ngũ cửu hẳn là không có ai có thể áp chế nhiếp trọng sơn ở trên tốc độ cả lắc đầu nói được rồi tiếp tục đi thôi tiếp theo chúng ta đi đến đâu một ngôi làng hoang vắng lưu mộ không hỏi có gì ở ngôi làng hoang vắng đó nhiếp trọng sơn có một kế hoạch rất lớn trên đường đi bọn hắn gặp rất nhiều ác đọa nhưng đều rất nhỏ yếu những con ác đọa này gần như đều bị tiêu diệt với tư cách là chất dinh dưỡng tăng thực lực lên nhưng nhiếp trọng sơn cũng không phải là một kẻ cuồng sát y muốn tìm được ác đọa cường đại giống như là muốn tụ tập những con ác đọa này xây dựng một đội quân lang thang tại tầng năm tòa tháp trang viên trung gia trang viên sang trọng này từng là thiên đường của kẻ thống trị đệ nhất trung gia trung húc nhưng ở bên trong tòa tháp chờ đợi mấy chục năm gã liền cảm thấy phiền chán nữ nhân yêu thích sẽ luôn già đi theo tuổi tác những túi da từng đẹp đẽ cuối cùng cũng sẽ giống như rỉ sắt kim loại khiến cho gã buồn nôn mà càng buồn nôn hơn chính là đồ ăn với tư cách là một phú hào không có thịt không vui cho dù có chuỗi sức mạnh cường đại sau khi tiếp xúc với vĩnh sinh chi tuyền cũng không còn cần dựa vào thức ăn để tồn tại nhưng sự thèm ăn của gã lại tăng lên theo năm tháng Thế cho nên nhu cầu của gã đối với đồ ăn như là một loại bệnh trạng. Mà ánh sáng mặt trời và không khí trong tòa tháp cũng không bằng bên ngoài. Cuối cùng gã quyết định xây dựng một vương quốc ở ngoài tháp thuộc về mình. Sau khi gặp thương nhân cùng với vị tồn tại cường đại như bán thần sau lưng thương nhân kia, vương quốc Trung Gia được xây dựng thành công. Trung Gia cũng trở thành nhà đầu tiên giao dịch với thế lực ngoài tháp, hoặc nói một cách khác là nhà giao dịch với thế lực ngoài tháp thường xuyên nhất. Kể từ đó, Cuộc sống của Trung hút rốt cục cũng trở nên trọn vẹn Ăn uống rượu chè quá độ, hoang dâm vô độ Đây cũng là nguyên nhân khiến gã béo hơn rất nhiều so với những kẻ thống trị khác Cho dù là thân thể cường đại Sự trao đổi chất mạnh mẽ cũng không thể ngăn chặn sự béo phì của cơ thể Không giống như những kẻ thống trị khác Trung hút là một người đặt quyền lực ở vị trí thứ hai Sự hưởng thụ lên hàng đầu Gã cũng không thích ở trong cái gọi là cấm địa Càng nhiều thời điểm đều là ở ngoài tháp hai tòa pháo đài là do gã cùng với thương nhân và một cường giả họ tỉnh phía sau màn nào đó xây dựng. Trải qua hơn 600 năm, hai tòa pháo đài này không ngừng được cải tạo, trở thành một chỗ có vô số mỹ nhân, hơn nữa sau một phen xúc tác, những mỹ nhân này sẽ không già đi, luôn giữ được vẻ trẻ trung. Mà một chỗ khác thì có vô số thức ăn, chủ yếu là thịt. Về phần là thịt ác đọa hay là thứ gì khác, gã cũng không thèm để ý, bởi vì những thứ này đều sẽ được chuyển hóa thành đồ ăn khác, thực khách đi đến đây cũng không biết chân tướng. Ở sâu trong cấm địa, Trung Tuyết không có phát hiện ra thân ảnh của Trung Húc. Nàng đã không thể chờ đợi muốn gặp Trung Húc. Trung Tuyết là con gái thứ hai của Trung Húc, con gái đầu bị gã bỏ lại ngoài tháp tự sanh tự diệt. Theo Trung Húc, đứa con gái kia đã sớm chết, sau khi đi đến tòa tháp vài năm, gã đã quên mất mình còn có một đứa con gái. Cái gọi là con nối giỏi này, đối với một người vĩnh sinh mà nói, đó là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu gã căn bản không quan tâm, vì để cho cuộc sống trụy lạc của mình trở nên biến thái hơn, vì để cho vương quốc của chính mình càng thêm củng cố, sau khi mẫu thân của Trung Tuyết sinh ra Trung Tuyết, Trung Húc liền giết chết mẫu thân của Trung Tuyết. Sau đó bắt đầu tự mình dạy dỗ Trung Tuyết. Cha chính là vị thần của thế giới này, cha chính là người duy nhất trên thế giới này đối xử tốt với bản thân. Sinh mạng của mình là do cha ban tặng, mọi hạnh phúc và niềm vui đều là quà của cha làm vui lòng cha và phục vụ cha là ý nghĩa duy nhất của cuộc sống. Ở dưới sự dạy dỗ tà ác như vậy, mặc dù Trung Tuyết trong bình thường ở các khía cạnh khác lại có một nỗi ám ảnh bệnh lý đối với Trung Húc. Cho dù ở trong mắt người bình thường, thân hình mập mạp của Trung Húc vô cùng buồn nôn, nhưng theo Trung Tuyết, nó thánh khiết như đang tỏa sáng. Sau khi phát hiện cha mình không ở trong cấm địa, Trung Tuyết cũng rời khỏi cấm địa, bắt đầu đi đến sắc vực ngoài tháp. Ngoài tháp, sắc vực ở ngoài công pháo đài sáu thành viên tổ tiên phong đeo mặt nạ ăn mặc áo quần lố lăng xuất hiện doãn sư nhìn cảnh tượng trong hơi nước nói các nàng đều là ác đọa trong cổng pháo đài cảnh tượng khu vực suối nước nóng tạo nên rung động thị giác rất mạnh với tư cách là nam nhân rất khó không bị một màn này hấp dẫn nhưng những lời nói trước đây của bạch vụ đã khiến cho nhóm nam nhân tỉnh táo lạ thường bọn họ đều hiểu được một sự kiện quá trình nhân loại biến thành ác đọa vĩnh viễn không thể nào là sung sướng phong cảnh tưởng như đẹp đẽ nhưng đồng thời cũng vô cùng quỷ dị này quả thực là khiến cho mọi người không có bất kỳ dục vọng nào nhất là ở trong mắt lầm vô nhu những nữ nhân không đẹp bằng mình đều là nữ nhân xấu y đi ở phía trước nhất cái chỗ này người rậm rạp chằng chịt ta nhìn không thoải mái chúng ta nhanh chóng đi vào trong pháo đài thôi bạch vụ phỏng đoán nhóm nữ nhân trong pháo đài hẳn là có túi da càng thêm mỹ lệ tinh xảo nhưng số lượng hẳn là trở nên rất ít ỏi. Nhìn nữ ác đọa trậm rạp chằng chịt, phản phất như còn muốn dày đặc so với thợ mỏ bên trong quặng mỏ, mọi người đều có chút tê cả da đầu. Quảng trường bên ngoài pháo đài là khu suối nước nóng, đường đi bộ rất hẹp. Nhóm người bạch vụ thỉnh thoảng sẽ bị những con ác đọa này bắt lấy mắt cá chân, sau đó chúng giống như rắn vậy, bắt đầu từ từ leo lên trên. Ngũ cửu ngược lại là gọn gàng đá văng chúng, những con ác đọa này lập tức phát ra tiếng trên rỉ lâm vô nhu chán ghét nhíu mày phản ứng của vương thế cùng với thương tiểu ất giống như nam nhân bình thường trong nội tâm đang không ngừng khuyên bảo chính mình đây đều là một đám người đáng thương đều là một đám ác đọa doãn sương với tư cách là nữ nhân ở chỗ này nàng chỉ cảm thấy da đầu rung lên những con ác đọa này cũng không có trí tuệ thu hồi sự thương cảm của các ngươi chất lỏng trong suối nước nóng có chứa một loại hiệu quả gây tê nào đó đừng để chúng kéo xuống bạch vụ nói Tại khu vực suối nước nóng này, sáu người tổ tiên phong ngược lại là không có gặp phải trở ngại, chỉ là không đi được quá nhanh. Mọi cánh cửa trên pháo đài đều mở toang, ngắn ngủn chừng trăm mét, mọi người phải đi mấy phút đồng hồ mới đến. Tuy phong cách kiến trúc bên trong pháo đài tương tự như thánh đường, nhưng chỉ giới hạn tại thị giác, cấu trúc bên trong rất khác biệt, trong pháo đài không có kiến trúc khác, chỉ có một tòa lầu cắt to lớn, sở dĩ được gọi là pháo đài, là vì ngoài phong cách kiến trúc. Chỗ này càng giống như là một tòa lâu đài, tất cả kiến trúc đều tập trung ở một nơi, mà trong lầu cát to lớn, có rất hành lang và vô số phòng, nếu như chưa quen thuộc đối với lầu cát, thậm chí sẽ lạc đường ở bên trong lầu một. Nhóm người bạch vũ tiến vào bên trong pháo đài, số lượng ác đọa quả nhiên ít đi rất nhiều. Điểm bắt mắt là nhiều phòng được trang trí nữ tính hóa, rèm lộ màu hồng làm cửa ra vào, thông qua những tấm rèm này, có thể thấy được rất nhiều thân hình mê người. Tiểu ớt, dò đường. Bạch Vũ nói. Thương Tiểu ất nhắm mắt lại, buông ra cảm giác, đưa thần thức của chính mình lan tràn ra toàn bộ khu vực. Ngoại trừ loại ác đọa sở trường lĩnh vực tinh thần như Hồng Ân, có rất ít ác đọa có thể phát giác được cảm giác của nhân loại. Nhưng đại khái sau 6-7 giây, Thương Tiểu ất bỗng nhiên run rẩy, máu mũi chảy ra từ trong lỗ mũi. Trọng tâm cả người đột nhiên bất ổn, ngã co quắp trên mặt đất. Doãn sương, cứu người. Ngữ khí của Bạch Vũ rất bình tĩnh. So với biểu tình ngoài ý muốn của mọi người, hắn chỉ là nhíu mày. Thương Tiểu Ức cũng không có hôn mê, y kiệt lực bảo trì thanh tĩnh, thở phì phò nói, nơi này có rất nhiều ác đọa, nhưng đại đa số đều là ác đọa cấp 1, thực lực cường đại có 7 con, 7 con ác đọa này, e rằng không yếu hơn ác đọa chúng ta gặp phải tại khu vực diễn võ, đều là tồn tại phi thường cường đại, nhưng còn có một kẻ. Thương Tiểu Ức đã rút cảm giác về còn có một kẻ so với chúng còn cường đại hơn, nhưng kẻ này, là nhân loại ở dưới sự giúp đỡ của Doãn Sương, sắc mặt của thương tiểu ức thuyên giảm không ít, y tiếp tục nói, đừng có cảm giác chúng, đối phương thực sự không phải là dùng tinh thần lực công kích chúng ta, mà là tinh thần lực trên lệch quá lớn, nếu như cưỡng ép dò xét, sẽ dẫn đến phản vệ. Trừ phi có loại thiên phú hoặc là năng lực dị biến đặc biệt nào đó, tinh thần lực dù mạnh đến đâu, cũng không có cách nào khiến cho một người ở khoảng cách rất xa bỗng nhiên té xỉu run rẩy. Thương tiểu ất cũng không phải là bị đánh gục, mà là dò xét một nhân loại có tinh thần lực càng mạnh hơn so với mình, gặp phải phản vệ. Thật, thật xin lỗi, ta quá yếu. Thương tiểu ất rất tự trách. Bạch vụ nói, đây là của mệnh lệnh của ta, ngươi đã làm được rất tốt. Nhân loại chỉ có một người thôi sao? Đúng vậy, chỉ có một nhân loại. Từ trong tầng trên lầu cát, truyền đến tiếng cười yêu mộ của nữ nhân. Tầng trên lầu cắt cũng truyền đến chấn động rất nhỏ, phản phất như loại cự vật nào đó đang hoạt động. Không hiểu sao, Bạch Vụ nghĩ tới rắn. Hắn lấy ra chiếc rìu, ngũ cửu cũng rút ra ác đọa phải chết. Xem ra trong tầng 2, cất dấu tin anh của đối phương. Vương Thế hỏi. Bạch Vụ gật gật đầu, ngũ cửu ở một bên nói, lần ra ngoài tháp điều tra này, ngược lại là thích hợp với ta ngoài ý muốn. Từ lúc Bạch Vũ tới kịch bản trong tay hắn dường như khác hẳn với mọi người. Luôn là trong lúc mọi người đang hoang mang đối với cảnh tượng, hắn đã cởi bỏ tất cả mê cục trong cảnh tượng. Hiện giờ loại kịch bản chỉ cần dết đi lên từng tầng này, vừa vặn là thứ ngũ cửu cần. Doãn Sương, người hãy chăm sóc cốt tiểu ức. Nếu như gặp được nguy hiểm, nghĩ biện pháp mang tiểu ức rời khỏi tòa pháo đài này là được rồi. Bạch Vũ đã nhìn ra bên trong pháo đài cùng với bên ngoài pháo đài là hai cái khu vực. Doãn Sương gật gật đầu, bạch vụ ngũ cửu vương Thế Lâm vô nhu thì đi đến tầng cao hơn. Tại tầng cao nhất lầu cát, khuôn mặt đầy thịt của Trung Húc hiện lên một nụ cười dữ tận. Trước đó không lâu gã cùng với kẻ thống trị tầng gia, đã triển khai kế hoạch một đợt thanh tẩy mới, những kế hoạch này cuối cùng đã bị gác lại, thay vào đó là sáu nhà còn lại thành lập cơ cấu mới, đội trật tự. Đội trật tự xuất hiện, không thể nghi ngờ là công khai phản đối kế hoạch thanh tẩy, có thể được coi là thái độ chính trị của sáu nhà kia. Cho dù Tần Gia phẫn nộ không thôi, nhưng Trung Húc lại cảm thấy sự tình có lẽ bắt đầu phát triển về phương hướng thú vị. Gã hoàn toàn không để ý đến những thủ đoạn nhỏ nhặt này, 700 năm, tám đại gia tộc tính toán nghi kỵ lẫn nhau, sự thật đã chứng minh ai cũng không làm gì được ai. Bởi vì chỉ cần kẻ thống trị sau lưng không ra tay, hết thảy tranh đấu liền không có ý nghĩa. Điều Trung Húc mong muốn làm chỉ là tìm ra nhóm người phá hủy sòng bạc kia. Bia đá là không thể ngẫu nhiên đưa người đến khu vực này, người có thể đi đến khu vực này, chỉ có con gái Trung Tuyết tiếp dẫn, nhưng Trung Tuyết mỗi lần chỉ tiếp dẫn một người. Trung Tuyết ở dưới sự dạy dỗ của gã, cũng tuyệt đối không có khả năng phản bội gã. Cho nên nhóm người kia đã đến bằng cách nào? Đáp án dĩ nhiên rất rõ ràng, những kẻ xâm nhập này là dựa vào một chiếc bánh xe roulette khác tiến vào, nhóm người này cùng với nhóm người phá hủy sòng bạc, tất nhiên là có liên hệ thật lớn. Chỉ cần thanh lý những con kiến hồi không biết trời cao đất rộng này, sinh ý của mình và thương nhân vẫn sẽ ổn định như trước. Trong 700 năm, cũng không phải là không có ai ra tay với kẻ thống trị, chỉ là kết cục đều rất thê thảm. Theo rất nhiều người, kẻ thống trị cũng có được thực lực cường đại cũng không dám ra ngoài tháp. Nhưng chỉ có những kẻ thống trị mới rõ ràng, chỉ có ra ngoài tháp, nhóm kẻ thống trị sớm nhất kia mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Đó là lực lượng mà đám kiến hôi tầng dưới căn bản không có khả năng ngang hàng. Trung húc tuyệt đối không tin, nhóm kiến hôi sống ở tầng dưới cùng có thể cắn nát từng tầng từng tầng đi đến trước mặt của mình. Gã cũng đồng dạng không tin, trong 8 quân vương vĩnh sinh, kẻ thứ nhất bị đánh bại sẽ là chính mình. Tại Sắc vực, tầng 2 pháo đài. Không giống như tầng 1 có nhiều phòng, tầng 2 chỉ có một phòng nên khá rộng và trống trải. Sương mù màu tím che khuất tầm nhìn của bốn người. Bước vào tầng 2, nhóm người bạch vụ mơ hồ có thể nghe được tiếng chim hót quỷ dị xa xa, nhưng cũng không phải là đến từ tầng 2, mà là đến từ tầng cao hơn. Xem ra giống loài ở nơi này còn rất phong phú. Đứng ở lối vào căn phòng, bạch vụ phát hiện ra căn phòng tầng 2 này cũng không phải là chỉ là to lớn. Mọi thứ trong phòng dường như được sắp xếp không khác gì những căn phòng ở tầng 1. Nhưng những chiếc ghế ở đây cao ước chừng 4-5 người, cái bàn có thể sánh ngang với trần một căn phòng, những thứ cần thiết hàng ngày khác nhau cũng có thể tích vô cùng khoa trương. Điều kỳ lạ nhất là nền nhà được trải bằng tử tuyến thảo. Bạch vụ ngược lại là không có quá để ý, loại tử tuyến thảo này chỉ cần chuỗi sức mạnh đến cấp 6, liền sẽ có thể miễn nhiễm với các loại ảo giác mà nó gây ra. Bạch vụ bắt đầu tính toán bố cục của căn phòng này ở trong đầu, những tử tuyến thảo này thực ra không phải dùng để mê hoặc đối thủ, nếu chủ căn phòng này có thân thể đủ lớn như vậy tử tuyến thảo đối với chủ căn phòng mà nói, kỳ thật rất nhỏ, có lẽ đó chỉ là một loại, thảm dùng để tạo mùi thơm. Mọi thứ trước mắt đều cho thấy có một sinh vật khổng lồ ở đây. Tiểu ức cho rằng ác đọa cường đại có 7 con, còn có một nhân loại càng mạnh hơn so với những con ác đọa này, chúng ta thật sự có thể ứng phó sao? Lâm vô nhu hiếm khi đặt câu hỏi. Bạch vụ cũng đã từng nghĩ về vấn đề này, đáp án cho ra thật ra khiến cho hắn rất ngoài ý muốn lấy thực lực trước mắt của Ngũ Cửu, Trừ Phi là loại ác đọa cấp bậc như Hồng Ân, cơ bản không thể nào là đối thủ của Ngũ Cửu. Huống chi mình còn có một lá bài tẩy. Cho dù mới gia nhập quân đoàn điều tra chưa tới nửa năm, nhưng thực lực của Tổ Tiên Phong so với lúc trước là có cách biệt một trời một vực, cho dù là Ngũ Cửu có thực lực mạnh nhất. Nhìn một mảnh sương mù tím phương xa, mọi người nhanh chóng tiến vào tình trạng cảnh giác. Cho dù tầm nhìn rất ngắn, nhưng hình dáng quái vật khổng lồ xa xa cũng đã có thể thấy được trong sương mù màu tím, đường nét của cự xà đang ngọ ngoại. Ở dưới tác dụng của cường hóa thị giác, trong mắt bạch vụ nổi lên chú thích. Ác đọa đích xác không có giới tính, nhưng không có nghĩa là ác đọa không có dục vọng. Chỗ này cũng không phải là mở cửa cho nhân loại, chúng ta hãy đến một chút động vật xinh đẹp. Hồ Ly khẳng định được tính là một, bạch xà cũng phải có, khổng tước đương nhiên là không thiếu được, bay trên bầu trời, chạy trên mặt đất đều đã có, tự nhiên cũng phải có du ngoạn trong nước, tạm thời gọi là Mỹ Nhân Ngư. Bốn đóa hoa nổi tiếng trong giới ác đọa đều ở nơi này, Minh Xà sắp xuất hiện, thế nhưng là có thể bù đắp được tiếc núi cho ngươi Úc, ta quên ngươi là nam nhân không hề có tình thú, ngươi căn bản không muốn bù đắp tiếc núi, ngươi chỉ muốn ăn súp thịt trắng. Đây là một vấn đề khá đơn giản. Biến dị cấp 9, năng lực dị biến hiếm, lân giáp, ngụy thân thể mỹ ảnh, năng lực dị biến hoàng mỹ bạo liệt khói độc, ánh sáng lạnh tử vong. Hai năng lực dị biến hiếm, hai năng lực dị biến hoàng mỹ. Hơn nữa hai năng lực dị biến hoàng mỹ này Bạch Vũ đều đã gặp, Bạch Vũ phán đoán đại khái, cự xà này mặc dù là biến dị cấp 9, nhưng thực lực hẳn là trên lệch rất lớn so với Hồng Ân và ác địa mỹ nhân. Không có bất kỳ do dự nào, Bạch Vũ tiến hành đánh nghi binh, chế tạo cơ hội tiến công cho ngũ cửu. Hì 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 hì, đã rất lâu không có khách tới rồi, ôi, những chiếc bánh ngọt tinh xảo, các ngươi dường như không thể lấp đầy sự trống trải của ta. Tiếng cười quyến rũ nghe được ở tầng một vừa rồi, chính là phát ra từ con minh xà to lớn này, nhìn bạch vụ cấp tốc tới gần, minh xà lộ ra tâm tình vui sướng. Cơ thể của nó đúng là thân của một con rắn, nhưng đôi mắt của nó giống như mắt người, có sức quyến rũ mê hồn. Đuôi rắn to lớn quét qua, trong phòng tĩnh mịch bỗng nhiên nổi lên một cơn bão tố, đuôi rắn như núi cao đủ để đè sập bạch vụ quét ngang mà đến những đồ đạc và vật dụng to lớn trong phòng đều tan tành ở dưới sự tàn phá của đuôi rắn bạch vụ phản phất như đã sớm nhìn thấy một màn này không có quan hệ gì với vỗ lôi nhãn đây là hắn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu tính toán ra hình ảnh rắn nếu như đã mở miệng nói như vậy cũng chỉ có thể dùng cái đuôi quét ngang mà những mảnh vụn lộn xộn trên không trung này đã trở thành bàn đạp để hắn phát lực bạch vụ không ngừng bật lên ở trong vô số mảnh vụn khó khăn tránh thoát đuôi rắn quét ngang ngay vào lúc đó, thân ảnh của ngũ cửu lóe lên, chuỗi sức mạnh cấp 9 ở dưới tác dụng của cực độ cân đối, đạt tới lĩnh vực trước đó chưa từng có. Bạch vụ đánh nghi binh chấm dứt trong chớp mắt, ác đọa phải chết lóe ra ánh sáng chói mắt, ở dưới tốc độ cực nhanh của ngũ cửu, một người một đao phản phất như hòa thành một thể, hóa thành một luồng ánh trắng. Những mảnh vụn trong không trung, giống như là từng tấm gương, ngũ cửu giống như một tia sáng liên tục bị các tấm gương khúc xạ. Một đoạn hình chữ Z liên tục được tạo ra, một luồng sáng trắng mà mắt trắng không thể bắt được lóe lên phía bên cạnh Minh Xà, sau đó tia lửa nổi lên từ lớp vảy giống như áo giáp của Minh Xà. Minh Xà ngạc nhiên phát hiện ra, nhân loại một giây trước vẫn còn ở dưới mặt đất nhìn lên mình, đã dùng tốc độ bất khả tư nghị, bay lên trên đỉnh đầu mình. Hàng ý trong chớp mắt thấm đẫm Minh Xà. Nó đã tiến hóa đến cấp 9, là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn trong tự nhiên, nhưng vào giờ khắc này nó phản phất như thấy được tử thần đang vung lưỡi hái. Rõ ràng chỉ là một nhân loại nhỏ yếu, thậm chí trong nhóm người ở đây còn là kẻ lùng nhất, lại làm cho nó cảm giác được sợ hãi. Trong chớp nhoáng này, tất cả vảy rắn trên người lân giáp hóa toàn bộ. Từng mảnh từng mảnh vảy rắn trở nên đen kịt và sắc nhọn. Minh xà nghĩ rằng bộ giáp này có thể bảo vệ mình, nó đông đưa thân hình, muốn hất bay người lùng trên đầu mình. Cùng lúc đó, nó mở ra cái miệng giống như vực sâu, muốn cắn nuốt bạch vụ. Xét về tốc độ, bạch vụ chậm hơn quá nhiều so với ngũ cửu, thân thủ của hắn trên thực tế cũng là không bằng con rắn này. Nhưng Minh Xà không biết là, động tác này đối với trên đầu nó người lùng, là một sự khiêu khích lớn. Trong chớp mắt Minh Xà phóng tới bạch vụ, ngũ cửu vung ra một loạt chém, chiêu thức của y thực sự nhanh kinh khủng, trong quá trình vung đao, để lại vô số tàn ảnh. Ác đọa phải chết đã được tăng cường sức mạnh vài lần, đã trở nên chém sắc như chém bùn, trong nháy mắt minh xà bị đau, khiến cho phương hướng lao tới ban đầu bị lệch. Đầu của nó đâm vào tường, cảnh tượng không thể bị phá hư, nhưng còn bởi vì va chạm mãnh liệt vẫn có rung động rất nhỏ. Ngũ cửu lạnh lùng nói, ánh mắt đừng có nhìn chầm chầm bộ hạ của ta, ta mới là đối thủ của ngươi. Nếu như nói một giây trước chỉ là hơi sợ hãi, hiện tại chính là giống như đưa thân vào trong hầm bằng, Minh xà đông đưa một cái quay đầu, thân hình phản phất như co rút. Thân thể khổng lồ của nó va đụng xung quanh, khiến cho toàn bộ pháo đài chấn động càng thêm dữ dội. Bạch Vũ suy nghĩ một chút, chính mình dường như không có việc gì để làm. Chính mình phản phất như biến thành làm cảnh giống như lâm vô nhu cùng với vương thế vậy, chỉ cần chờ đợi ngũ cửu giết quái vật là được rồi. Bởi vì đây là biến dị cấp 9, hơn nữa còn có được năng lực dị biến hiếm phòng ngự như lân giáp, cho dù chính mình dùng hết toàn lực, cũng khó có thể tạo thành tổn thương hữu hiệu đối với minh xà. Chỉ có biến thành ác đọa bạch cốt, hoặc là sử dụng thanh vũ khí nguyên tội hàng nhái kia mới có tác dụng, nhưng lại có chút lãng phí. Ngược lại là ngũ cửu, nếu như đối phương không có năng lực dị biến đặc thù như ác đọa ác ma. Loại ác đọa hình thái này, cơ bản không phải là đối thủ của ngũ cửu. Bạch vũ nhớ lại quá khứ, phát giác ra chính mình dường như chưa từng nhìn thấy ngũ cửu gặp được đối thủ coi như là đối mặt với xác ướp có được luân hồi cũng là ngũ cửu đơn phương không ngừng đánh chết thẳng đến khi tâm tình tiêu cực sắp bùng nổ minh xà rất cường đại đặt ở trong khu vực màu tím cũng tuyệt đối là một đối thủ kinh khủng nhưng đối mặt với cực ảnh cộng thêm cực độ cân đối còn có chuỗi sức mạnh cấp chính của ngũ cửu căn bản ngay cả đụng được y cũng đều rất khó mặc kệ minh xà vung vẩy thân thể khổng lồ của chính mình như thế nào cũng không thể vứt bỏ ngũ cửu Lân giáp có lực phòng ngự rất mạnh, nhưng lực công kích của ngũ cửu càng mạnh, ở trong trạng thái cực độ cân đối, ngũ cửu thậm chí có thể dùng quái lực, cứng rắn nện cho lân giáp rạn nứt. Khói độc màu xanh phục ra, thế nhưng vô dụng, sương mù căn bản không thể tới gần ngũ cửu, cả. Người y đều tiến vào một loại hình thức siêu tần. Dưới tốc độ cùng bạo, mỗi một chiêu thức của y đều sinh ra uy lực cường đại, vào giờ khắc này y chính là mắt bảo, bất kỳ công kích sương mù nào cũng không thể tới gần y. Năng lực dị biến hoàng mỹ sẽ giao phó cho ác đoạn lực phá hoại cường đại, nhưng lực phá hoại có đôi khi cũng không có tác dụng. Đối với loại chiến sĩ phong cách tốc độ như ngũ cửu mà nói, đường đạn là rất trọng yếu. Ánh sáng lạnh tử vong thích hợp đối phó với ngũ cửu hơn so với bạo liệt khói độc, nhưng vấn đề ở chỗ, nó thậm chí còn không nhìn thấy ngũ cửu. Nó chỉ cảm thấy những vết cách dữ dội đủ để xé toạc lớp vẫy của chính nó, xóa đi sinh mệnh của nó từng chút một minh xà phát ra tiếng la hét thống khổ ngũ cửu giống như một cái đinh đóng chặt vào đầu dây thần kinh cắm vào trán và gáy của nó một cách dữ dội trận chiến này không có kéo dài bao lâu minh xà to lớn rất nhanh sụi lơ trên mặt đất trong chốc lát này có trời mới biết ngũ cửu đã ra tổng cộng bao nhiêu đao đối với nó vương thế cùng với lâm vô nhu quay mặt nhìn nhau vào thời điểm thân thể khổng lồ của minh xà ngã xuống bọn họ chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt có một loại cảm giác không chân thực Thực lực để thắng của phó đoàn trưởng thật sự quá kinh khủng, phản phất như so với thời điểm hai quân diễn võ lúc trước, lại tăng lên một bước dài. Chiến đấu dường như đã chấm dứt, Minh Xà cũng từ bỏ giải dụa, không còn vặn vẹo cơ thể to lớn của mình nữa. Lân giáp trên trán và vị trí bảy tấc đã bị ngũ cửu chém đến máu thịt mơ hồ. Lúc này, vảy rắn trong mắt nó bỗng trở nên lỏng lẻo. Như thể có thứ gì đó mọc ra từ vảy rắn. Một nữ tử tóc dài trắng nõn nâng vảy rắn dùng ánh mắt yếu ớt nhìn ngũ cửu tha cho ta đi đại nhân ta chỉ là một nô lệ bị cầm tù ở trong này mà thôi đây là thân hình trước khi nó biến thành ác đọa bộ dáng nhân loại lâm vô nhu phải thừa nhận thân thể xà tinh rất mỹ lệ tuy trên người có chất nhầy màu xanh lá làn da cũng quá nhợt nhạt giống như tuyết trắng vậy nhưng nhìn tổng thể lại có một loại mỹ cảm rung động lòng người trong sắc vực cho dù là quái vật cũng có được túi da mỹ lệ trong thanh âm của nó không còn bất kỳ mị thái nào, chỉ là mang theo cầu khẩn. Nhưng vào lúc mọi người tưởng rằng nó đã từ bỏ chiến đấu và chuẩn bị bước vào khâu thẩm vấn, thì thân hình trắng như tuyết dưới vẫy rắn đột nhiên phun ra một làn sương độc màu xanh về phía ngũ cửu, trong đôi mắt bắn ra hào quang màu trắng ngà. Phó đoàn trưởng cẩn thận. Vương Thế cùng với Lâm Vô Nhu Kinh Hô. Nhưng bọn họ nghe được không phải là lời đáp lại của ngũ cửu, mà là thanh âm thu đao vào võ một cái đầu trắng như tuyết lơ lửng trên không trung ánh đao sắc bén đâm thẳng vào cổ nữ tử bạo liệt khói độc cũng được ánh sáng lạnh tử vong cũng thế trong chớp mắt bản thể minh xà toát ra ác ý đạo của ngũ cửu đã ra khỏi vỏ cái đầu trắng như tuyết rơi xuống đất mái tóc bù xù che khuất vẻ mặt sợ hãi của nó đi thôi thu đao ngũ cửu nhàn nhạt nói bạch vụ nhìn cái đầu kia trong mắt lại bắn ra chú thích một cái đầu rắn chết phẩm chất cấp a độ bình, được rồi, tiến vào giảng thuật cuộc đời, lời nói trước khi chết của nó đối với người lùng là thật. Mấy trăm năm trước, nàng là một thiếu nữ làm việc tầng 3. Nàng cho rằng mình may mắn hơn người khác, sau khi tốt nghiệp từ trường học quý tộc, liền phỏng vấn thành công, tiến vào xí nghiệp hàng đầu tầng 3. Những tưởng có thể sống một cuộc sống bận rộn nhàm chán, sau đó tìm được một nam nhân không đẹp trai nhiều tiền, nhưng vô cùng yêu mình, nàng quả thực rất mong chờ điều đó, nhưng những ý Niệm bình thường tốt đẹp trong đầu này cuối cùng không thể thực hiện, bởi vì xí nghiệp này là sản nghiệp của Trung Gia, vào một đêm nào đó, nàng đột nhiên biến mất. Trong tòa tháp từ đó không còn có thân ảnh của nàng, giống như mấy vạn thiếu nữ mất tích khác vậy. Mọi người nhớ nhung nàng, tưởng niệm nàng, tìm kiếm nàng, đến mấy năm sau, người ta quên nàng. Minh xà đã chết. Bạch vụ bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ hồ ly, bạch xà, khổng tước, mỹ nhân ngư nhắc đến trong chú thích đều là một ít nữ nhân bình thường trong tòa tháp. Lẽ ra, sắc đẹp nên là giấy thông hành khiến cho các nàng thuận buồm xuôi gió, nhưng nó lại trở thành một lời nguyền khiến họ rơi xuống vực thẳm. Ở tầng cao nhất lầu cát, quản gia của Trung Húc ăn mặc tẩy trang màu đen, trên mặt không có bất kỳ ngũ quan nào, chỉ có một màu đen kịp, đi ra ngoài phòng. Trong phòng, ngoại trừ tiếng thở dốc của Trung Húc, còn có âm thanh của các cô gái. Âm thanh này liên tục thay đổi. Có đôi khi có sự trẻ con, đôi khi có sự e thẹn của một cô gái trẻ, có đôi khi giống như một phụ nữ 30 tuổi trên rỉ thấp thỏm. Vô hình nữ Quản gia biết đây là ác đọa chủ nhân yêu thích nhất, có thể biến ảo thành hình dạng của bất cứ sinh vật nào, tinh thông ngụy trang, cũng tinh thông chiến đấu, am hiểu ám sát. Đã từng có người xâm nhập đi tới đây, bị vô hình nữ ngụy trang thành đồng bạn, đánh chết từng người một. Trong quá trình nó báo cáo cho Trung Húc, Vô hình nữ liên tiếp biến ảo vài loại thân hình, lấy lòng chung hút. Chủ nhân, bọn họ đã tiến vào tầng 3, con rắn vô dụng kia đã chết rồi sao? Chết rồi. Hừ, không tệ lắm, đã thật lâu không có khách nhấn vào thăm nó. Thân thể khổng lồ đó nuôi dưỡng cũng có chút lãng phí tài nguyên. Chết thì chết. Để cho khổng tước, Hải yêu, hồ ly đi cùng nhau, ta không hy vọng chúng lại tiến vào tầng 4, chung hút dùng tay nắm chỗ nào đó của vô hình nữ thịt mỡ trên mặt chồng chất lên nhau, ánh lên tia nhờn buồn nôn, gã cười nhạo nói, nơi này nên đầy đặn hơn một chút. Vô hình nữ nở nụ cười nịnh nọt rồi lại thay hình đổi dạng. Tại tầng 3 pháo đài sắc vực, tử tuyến thảo có tác dụng như một loại thuốc kích dục, ở tầng 3, ngoại trừ loại thực vật này, còn có rất nhiều đóa hoa mỹ lệ đỏ thẩm. Khiến cho Bạch Vũ có chút ngoài ý muốn chính là loài thực vật này cũng không có loại năng lực đặc dị nào đó, đây hóa ra lại là một loại cây cảnh thuần túy. Nó sẽ không tỏa ra khói độc có hại cho nhân loại, cũng sẽ không đột nhiên thay đổi phong cách, dùng một mụn ăn tươi nhân loại. Những đóa hoa màu đỏ này cực kỳ đẹp, giống như hoa hồng đang nở. Sự tương tác của màu đỏ và tím đã mang lại cho tầng ba cảm giác như một khu vườn bí ẩn. Nếu lắng nghe kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, xích đu đung đưa. Nơi này phản phất như là nơi các thiếu nữ chơi đùa so với phòng của cự xà tầng 2, mọi thứ ở tầng 3 đều có kích thước bình thường. Ở đây cũng có sương mù màu tím, nhưng so với tầng 2 thì mỏng hơn nhiều. Bạch Vũ liếc mắt liền có thể thấy được một nữ nhân nào đó đang cất tiếng hót. Khổng tước Khổng tước có thân hình nhân loại, kỳ thật càng giống như loại nữ yêu loài chim nào đó, Bạch Vũ phải thừa nhận, nếu như bỏ qua hai cánh tay màu xanh và hai bàn chân có vuốt chim của khổng tước, chỉ nhìn thân hình của khổng tước, đây là một nữ nhân vô cùng mê người. Nó không chỉ có thể phục vụ cho một số nhân loại có sở thích quái đản, còn có thể phục vụ cho một bộ phận ác đọa. Ở trong tòa pháo đài này, khổng tước rất được lòng các thượng khách. Thứ hai trong bốn đóa hoa, so với bạch xà thích dính người, nó càng thích xâm nhập giao lưu với người khác, người nên cẩn thận con mắt của nó, ý của ta là những con mắt trải rộng ở trên đuổi. Mặc dù sẽ không gây ảo giác, nhưng có thể kèm theo các loại trạng thái tiêu cực ngẫu nhiên biến dị cấp 9, năng lực dị biến hiếm, móng vuốt bay. Năng lực dị biến hoàng mỹ, sâm la nhãn. Hoan nghênh quang lâm, đều là các vị khách ưa nhìn. Khổng tước cũng nhận thấy ba kẻ xâm nhập ở lối vào. Ở phía bên kia, bên cạnh xích đu, một nữ nhân có trình độ nhân loại hóa càng cao hơn so với khổng tước nói, đây cũng không phải là khách nhân, đây là đồ ăn. Hồ ly. Chính cái đuôi cực lớn, sắp xếp thành một đóa sen chín cánh, nó ngồi ngay ngắn ở phía trên đóa sen, trên tay cầm một chiếc ô giấy dầu, ánh mắt u lãnh. Khí chất của nó khác với sự quyến rũ của bạch xà cùng với khổng tước, vốn nên là cửu vĩ hồ ly quyến rũ, lại có một loại khí chất lan trong rừng vắng. Đẳng cấp biến dị của loại ác đoạ này rất dễ quan sát, có bao nhiêu đuổi, đẳng cấp biến dị liền có bao nhiêu cấp. Tuy bản tính của nó không có ý định mê hoặc chúng sinh, cũng không có mê hoặc, nhưng người tốt nhất đừng có khinh thường mị lực của yêu hồ, làm người ta nhiếp hồn nhất trong bốn đóa hoa chính là nó. Tuy nhiên, tiếp theo có vẻ như nó đã đưa ra một quyết định sai lầm. Biến dị cấp chính, năng lực dị biến, kéo duỗi tứ chi, năng lực dị biến hiếm, tái sinh tứ chi, kết giới oán khí, năng lực dị biến hoàng mỹ, tâm linh liệp sát. Xem ra là một tồn tại giống như Hồng Ân, giỏi về chế tạo ảo giác. Bạch Vụ và những người còn lại cũng không có lập tức tấn công, bọn họ cùng với ác đọa bảo trì một đoạn cự ly tương đối dài theo tiếng nói của cửu vĩ hồ rơi xuống nhóm người lâm vô nhu nghe thấy âm thanh của chân tay bị xoắn da thịt bị xé ra xương cốt bị lực lượng kỳ dị xé nát một cánh tay không trọn vẹn rơi trên mặt đất bạch vụ đưa mắt nhìn sang phát hiện con ác đọa thứ ba đồ ăn sao ta thích nhất là đồ ăn ta muốn càng nhiều càng nhiều đồ ăn hơn dùng thanh âm làm cho xương cốt người ta tê dại nói ra lời nói làm cho người ta khiếp sợ run lên mỹ nhân ngư tóc dài tới eo không đủ để hình dung mỹ nhân ngư ở trong hơi nước mờ mịt nó gặm nhấm thân thể của một nữ ác đọa mỹ lệ nữ ác đọa mỹ lệ hai mắt tan rã sinh mệnh hấp hối mà một bộ phận tóc dọc theo phần lưng của mỹ nhân ngư như tóc đen rủ xuống thác nước một bộ phận khác thì trôi nổi trên mặt nước giống như cửu vĩ hồ vậy thân thể của mỹ nhân ngư cũng là nhân loại hóa cao chỉ có cái đuôi không chỉ khác là chiếc đuôi không có hình người nét mặt của nó cũng không lạnh cũng không mị mang theo một chút hoang dại, nhai nuốt thịt ác đọa, nhìn rất khờ khạo. Đáng nhắc tới chính là, lớp vẫy có màu sắc rực rỡ. Nhìn từ xa, phản phất như ngọc trai chiếu ra ánh sáng ống ánh. Tham ăn nhất trong bốn đóa hoa, đừng tưởng rằng sân nhà của Mỹ Nhân Ngư là ở dưới nước, nơi này không có nước, nó liền không nguy hiểm. Trên thực tế nó là kẻ nguy hiểm nhất kia, phổi của ngươi có tốt không? Trận chiến tiếp theo sẽ khảo nghiệm điều này. Biến dị cấp 9, năng lực dị biến hiếm triệu hoán nguyên tố biển quái lực năng lực dị biến hoàng mỹ lâm hải chi cảnh ba con ác đọa cấp 9 hơn nữa đều có năng lực dị biến hoàng mỹ tuy đơn độc từng con đều không phải là đối thủ của ngũ cửu nhưng bà con cùng nhau xuất hiện ngũ cửu muốn ứng phó cũng có chút phiền toái nếu như chỉ có một mình ngũ cửu thì cũng thôi nhưng nếu như ngũ cửu bị quái vật nào đó cuốn lấy nhóm người bạch vụ liền có chút nguy hiểm ngũ cửu cùng với vương thế đứng ở phía trước nhất lâm vô nhu rút một thanh đao thích hợp chiến đấu nhất trên người ra bạch vụ cầm chiếc rìu trong tay ta muốn ăn người lùn kia ta thích đôi mắt của y khổng tước ở trên cành cây lộ ra ánh mắt tham lam có chút khêu gợi liếm liếm bờ môi vậy ta muốn ăn kẻ khỏe mạnh kia thịt nhiều tiểu hồ ly người thì sao nếu như ngươi không ăn có thể nhường phần của ngươi cho ta không mỹ nhân ngư nhìn về phía cửu vĩ hồ cửu vĩ hồ thì nhìn về phía bạch vụ nó liếc mắt liền cảm giác được ánh mắt của bạch vụ cùng với những người khác không đồng nhất càng thêm thâm thúy có lẽ người này là trí giả trong nhóm người này ta muốn kẻ cầm rìu trong tay kia ba con ác đọa cùng với bốn người cách nhau rất xa nhưng nhóm người vẫn có thể nghe lời chúng nó lâm vô nhu nổi giận ta lớn lên đẹp mắt như vậy vì sao không ưu tiên ăn ta chẳng lẽ các ngươi lớn lên xấu xí không thích ăn người đẹp mắt sao bởi vì bọn họ thích ăn kẻ thông minh bạch vụ trực tiếp chế nhạo lâm vô nhu há to miệng muốn nói lại thôi thừa dịp ba con ác đọa phân phối đồ ăn bạch vụ nói cửu vĩ hồ để ta đối phó nhưng rất có thể ta sẽ tiến vào loại trạng thái không thể hành động nào đó vương thế cùng với lâm vô nhu hai người các ngươi bảo hộ ta bạch vụ nhìn về phía ngũ cửu phó đoàn trưởng khổng tước cùng với mỹ nhân ngư, một mình ngươi ứng phó có vấn đề gì không? Có vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi cùng với vô nhu còn có vương thế hãy lui lại, giao ba kẻ này cho ta. Bạch vụ bỗng nhiên phát giác ra, trạng thái hôm nay của phó đoàn trưởng thật sự rất tốt, có lẽ là bởi vì phẫn nộ, có lẽ là bởi vì tấm tình gì khác. Hiện tại phó đoàn trưởng có khí thế rất cao. Tuy nhiên đối phó với cửu vĩ hệ huyễn thuật Bạch Vũ vẫn cho rằng phó đoàn trưởng không quá phù hợp. Phó đoàn trưởng yên tâm đi, nếu như không ứng phó được hồ ly, ba người chúng ta sẽ không cậy mạnh. Mặt khác khổng tước kia, khi nó xòe đuôi. Trên đuôi sẽ có rất nhiều con mắt, tốc độ của phó đoàn trưởng hẳn là sẽ không bị bắt được, nhưng vẫn phải cẩn thận, những con mắt này có thể sẽ mang đến một ít trạng thái tiêu cực. Ba người đã sớm thành thói quen với năng lực biết trước của Bạch Vũ, cũng tin tưởng không nghi ngờ đối với chuyện này. Ngũ cửu gật gật đầu, cô động đao khí. Chiến đấu cũng bắt đầu trong nháy mắt này. Bốn nhân loại nhỏ yếu, đối mặt với ba con ác đọa biến dị cấp 9, dường như là căn bản không có khả năng chiến thắng. Theo một loại sóng nước nào đó đột nhiên xuất hiện trong không khí, ngay sau đó mọi người thấy rằng cơ thể của họ dường như nhẹ đi và bắt đầu nổi lên trên. Lâm Vô Nhu muốn nói điều gì đó, lại bởi vì phản phất như đưa thân vào sâu dưới biển, không dám mở miệng, dường như xung quanh đều là nước biển, một khi mở miệng, nước sẽ dũng mãnh tràn vào phổi. Rõ ràng căn bản không cảm giác được thủy nguyên tố, nhưng hết thảy xung quanh lại đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Nhóm người bạch vụ ngạc nhiên phát hiện ra, dường như toàn bộ cảnh tượng đều bị ngăn cách bởi một tầng nước. Không khí phản phất như đột nhiên hóa lỏng. Năng lực dị biến hoàng mỹ, lâm hải chi cảnh. Có thể ở bất kỳ địa phương nào, khiến cho mọi thứ xung quanh hóa lỏng, nhưng đây cũng không phải là trạng thái hóa lỏng chân chính, bởi vì nhóm người bạch vụ cảm giác được tóc cũng được y phục cũng thế đều là khô ráo xác thực mà nói đây là một loại hoàn cảnh biển cả hóa áp suất không khí biến thành áp suất thủy lực không thể hút không khí vào trong cơ thể vào giờ khắc này bạch vụ đã hiểu được mỹ nhân ngư này nhìn như khờ khạo ngu ngốc trên thực tế là kẻ săn mồi hung mạnh nhất cho dù là địa phương không có nước cũng có thể làm cho người ta giống như đưa thân vào trong nước nó đã bắt đầu lao về phía vương thế ở trong mắt kẻ tham ăn này vương thế có nhiều thịt nhai được lâu vương thế không có động tĩnh vẫn bảo vệ bạch vụ như trước lâm vô nhu tuy khẩn trương nhưng bổn sự nín thở của ba người bọn họ đều là nhất lưu thấy hành vi hai người bảo vệ bạch vụ khiến cho cửu vĩ hồ càng tin tưởng bạch vụ là bộ não của nhóm người này vừa rồi tuy nó không nghe được nhóm người bạch vụ nói cái gì nhưng bạch vụ là người nói nhiều nhất chính cái đuôi đột nhiên duỗi ra giống như chính song sắt trong con người thanh lãnh của cửu vĩ, lóe ra ánh sáng màu tím. Năng lực dị biến hoàng mỹ, tâm linh liệp sát. Mặc kệ thân thể của một người cường đại cỡ nào, chỉ cần tàn phá tinh thần, đối phương cũng chỉ là một cái xác không hồn. Bạch vụ chính là dự cảm được uy lực của tâm linh liệp sát, là có thể bỏ qua sức chiến đấu thân thể, cho nên hắn không để cho ngũ cửu đối phó với cửu vĩ. Cảnh tượng xung quanh bắt đầu biến ảo, nhưng trong tay bạch vụ lại cầm một mảnh vỡ kỳ quái mảnh vỡ này cực kỳ giống mãn nguyệt. Cảnh tượng xung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa, Bạch Vũ chỉ cảm thấy ý thức hoảng hốt một hồi. Trong hiện thực thân thể của hắn dường như mất đi ý thức, đuối nước ở trong lâm hải chi cảnh, lâm vô nhu cùng với vương thế nâng đỡ Bạch Vũ. Ngũ cửu nguyên bản lo lắng cho Bạch Vũ, định tấn công cửu vĩ, nhưng Mỹ Nhân Ngư có tốc độ rất nhanh, lao vọt đến. Ở vùng biển sâu không phải biển sâu này, tốc độ của Mỹ Nhân Ngư được tăng cường rất nhiều. Tương phản, bởi vì lực cản của nước, tốc độ của nhân loại bị chậm lại. Ở trong mắt của mỹ nhân ngư vẻ mặt khờ khạo ngu ngốc thì chính là như vậy. Vì vậy, khuôn mặt đang mong đợi đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, vào thời điểm vương thế chỉ còn cách nó mấy thước, nó đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Cực ảnh, hình thức tiếng dai Tiếng dai cấp 1, có thể làm cho người nắm giữ thiên phú, miễn dịch 80% kháng giảm tốc. Tiếng giai cấp 2 thì có thể làm cho người nắm giữ thiên phú luôn bảo trì giá trị tốc độ lớn nhất cho dù còn chưa có tìm cách để cực độ cân đối tiếng dai nhưng không thể phủ nhận ngũ cửu là một thiên tài một thiên tài tinh thông chiến đấu chân chính người có thể khiến cho thiên phú tiếng dai ít lại càng ít người có thể khiến cho thiên phú tiếng dai hai lần lại càng là phượng mau lân giác ánh mắt của y giống như lưỡi đao vậy với từng nhát chém dữ dội vẽ nên những vết thương đáng sợ trên lớp vẫy cá sặc sỡ bất kỳ cản trở tốc độ nào gây ra bởi lâm hải chi cảnh đều ở dưới cực ảnh tiếng dai hai đoạn tiêu trừ một cách vô hình lâm vô nhu thấy được một màn này trong đầu chỉ có một ý niệm vĩnh viễn không cần hoài nghi phó đoàn trưởng chính là cường đại mọi thứ dưới đáy biển sâu đều là im lặng lúc này không có tiếng động nhưng mỹ nhân ngư có thể cảm nhận được cổ đau đớn như tê liệt này là nhân loại này đang cảnh cáo chính mình đây quả thật là nhân loại sao vì sao tốc độ của y còn nhanh hơn ta hay là lâm hải chi cảnh của ta đã mất đi hiệu lực? Loại đột ngột này giống như con người còn bơi nhanh hơn cá mập ở trong biển. Quái vật ngưng tụ từ nguyên tố biển xuất hiện ở bên người ngũ cửu, có ý đồ ngăn cản ngũ cửu, đồng thời Mỹ Nhân Ngư cũng vận dụng quái lực bắt đầu phản công ngũ cửu. Người lùng quá nguy hiểm, nếu như không giải quyết y trước, ăn cơm cũng đều ăn không ngon. Ánh mắt của khổng tước rơi ở trên người ngũ cửu, nó phát hiện ra nhân loại này thậm chí có khí lực không kém biến dị cấp 9. Ở trong lâm hải chi cảnh, tốc độ lực lượng cùng với cảm giác của Mỹ Nhân Ngư đều vượt xa ác đọa tầm thường, nhưng khổng tước ngạc nhiên phát hiện ra Mỹ Nhân Ngư dĩ nhiên là một phương bị áp chế kia. Cái đuôi của nó đột nhiên giống như cây quạt căng ra, vô số con mắt màu xanh biếc mở ra. Chậm chạp, chán ván, hỗn loạn, tà ác cuồng nhiệt, bệnh biến, công kích yếu hóa, phòng ngự yếu hóa, đóng băng, đổ máu, đuôi mù. Một khi bị những con mắt này nhìn vào, một loạt thuộc tính suy yếu đối thủ sẽ cắm vào. Ngũ cửu cũng không có bị nhìn thấy, y tuy không thể làm được phân tâm đa dụng như bạch vụ, nhưng vừa ứng đối với mỹ nhân ngư, vừa cảnh giới khổng tước cũng không tốn chút sức nào. Cho dù đây là hai con ác đọa biến dị cấp 9, ngũ cửu ứng phó toàn lực, vẫn như cũ là một phương chiếm giữ ưu thế. Tốc độ của y nhanh đến mức làm cho khổng tức hoàn toàn không thể nắm bắt, Rõ ràng là một phương tiến hành giáp công, khổng tước cùng với Mỹ Nhân Ngư lại có một loại cảm giác bị vây quanh. Nguyên tố biển bị tiêu trừ trong ánh đao căn bản không thể né tránh, biến thành một vũng nước động. Về phần quái lực, ở dưới tác dụng của cực độ cân đối, lực lượng của ngũ cửu cũng làm cho Mỹ Nhân Ngư cảm thấy tuyệt vọng. Chênh lệch ở giữa biến dị cấp chính và chuỗi sức mạnh cấp chính cũng rất là to lớn. Năng lực dị biến hoàng Mỹ nếu như phù hợp với bản thân biến dị thể, ví dụ như nhiếp trọng sơn sẽ có thực lực quân lâm thiên hạ. Coi như là ngũ cửu lúc này, cũng không phải là đối thủ của nhiếp trọng sơn. Nhưng Mỹ Nhân Ngư cùng với khổng tước, lại vừa đúng lúc bị ngũ cửu khắc chế. Chúng cũng không yếu, chỉ là năng lực dị biến hoàng Mỹ của chúng không phù hợp với chúng. Trong trận chiến một chọi hai này, ngũ cửu rõ ràng chiếm giữ thế thượng phong. Tâm linh liệt sát Lực lượng của cửu vĩ hồ trong một lần chỉ có thể đối phó với một người, nhưng ở trong ảo cảnh của tâm linh liệt sát nó cơ hồ là chúa tể ngươi đã sắp chết có di ngôn gì không ngữ khí của cửu vĩ vẫn thanh lãnh như trước bạch vũ có thể tưởng tượng có lẽ nữ nhân này trước khi biến thành ác đọa là một người giống như doãn sương rất ít nói thông qua chú thích trong mắt hắn đã nhìn ra đây là một mảnh khu vực mà cửu vĩ hồ là chúa tể khu vực này nằm sâu trong thức hải của nó nó có thể dễ dàng chế tạo ra đồ vật mà đối phương sợ hãi ở trong này, hoặc là đồ vật ở sâu trong nội tâm cho rằng không thể chiến thắng. Cửu vĩ hồ cũng là nghĩ như vậy, tâm linh liệp sát, chỉ cần kéo đối phương vào chỗ sâu trong thức hải, lại lợi dụng sự sợ hãi của đối phương, giết chết đối phương là được. Thân hình có lẽ sẽ không tử vong, nhưng sẽ vĩnh viễn dùng phương thức tương tự như người sống thực vật còn sống. Ta cũng rất tò mò, ta đến cùng sợ hãi cái gì, người giúp ta nhìn xem hay là người tìm một người vô thần như ta, một người cho rằng cái gì cũng có thể vượt qua, không có gì là không thể chiến thắng. Bạch Vũ là một người rất khiêm tốn, gặp người mạnh mẽ hơn mình, hắn sẽ rất thản nhiên thừa nhận. Nhưng khiêm tốn là giáo dưỡng, mà kiêu ngạo là bản tâm. Trong bản tâm kiêu ngạo của hắn, cũng không có bất kỳ tồn tại nào đáng sợ hãi. Cửu Vĩ Hồ rất nhanh phát hiện ra, ở sâu trong thức hải của người này, lại không có bất kỳ tồn tại nào có thể khiến cho hắn sinh ra tấm tình tiêu cực. Ngay vào lúc này, mảnh vỡ mãn nguyệt bạch vụ nắm thật chặt trong hiện thực, bắt đầu phát ra hào quang. Đó là mảnh vỡ ghép hình tận thế lấy được ở trong khu vực trái tim của tỉnh tứ, năng lực của mảnh vỡ rất đơn giản, khiến cho chấp niệm trong nội tâm trở nên cụ thể hóa. Nhìn thân ảnh nào đó xuất hiện ở sau lưng cửu vĩ hồ, bạch vụ mở to hai mắt, trong lòng chợt có chút thương cảm đối với hồ ly lĩnh vực tinh thần vẫn luôn là lĩnh vực mà nhân loại muốn tìm hiểu tạo hóa đã để lại quá nhiều vấn đề trong đó bí ẩn cuối cùng nhất của vũ trụ dường như chính là tế bào sinh học và bộ não con người một đoạn thanh âm giàu có từ tính vang lên nghe đoạn thanh âm này bạch vụ theo bản năng hồi tưởng lại rất nhiều nhiều phụ từ tử hiếu lúc ấy nắng ấm năm tháng như những mũi kim cắm rễ sâu vào trong ký ức cửu vĩ chợt phát hiện ra tâm linh của mình dường như gặp phải một tồn tại quỷ dị nó rõ ràng không có sáng tạo bất cứ sinh vật nào nhưng sau lưng tại sao lại có thanh âm của một nam nhân vào thời điểm quay đầu lại cho dù là cửu vĩ có khí chất như băng tuyết tuyết động trong nội tâm cũng tan rã vào thời khắc này người nam nhân này thật sự quá hoàn mỹ cho dù nó trước đây chưa bao giờ thấy qua nhưng khí chất ôn hòa nho nhã của đối phương nụ cười như nắng ấm vào động trên mặt đều cho nó một loại cảm giác rất thoải mái thậm chí trong vô thức, sẽ cảm thấy người nam nhân này là mang theo một loại thánh quan nào đó. Thật là kỳ quái, chấp niệm của ta cư nhiên không phải là nồi cơm điện, mà là người. Bạch Vũ rất muốn cười, thế nhưng nhìn nam nhân mặc áo khoác trắng cách đó không xa kia, hắn lại cười không nổi. Đã không còn tâm tình tiêu cực, trong cuộc sống liền ít đi rất nhiều đồ vật kích thích, đã không còn sợ hãi phẫn nộ bi thương, cũng khiến cho Bạch Vũ cần dựa vào ký ức để đồng cảm đây hết thảy đều là bởi vì Bạch Viễn, phụ thân của hắn. Đây là một sự tình châm chọc buồn cười, ở trong điện thoại di động đo lường độ hảo cảm, xếp hạng thứ nhất, người áp chế Yến Cửu cùng với Cốc Thanh Ngọc, là Bạch Viễn. Rõ ràng Bạch Viễn luôn miệng nói Bạch Vụ là một sản phẩm thất bại. Mà vào thời điểm Bạch Vụ sử dụng mãn nguyệt, triệu hồi ra chấp niệm nội tâm của mình, xuất hiện lại chính là Bạch Vụ. Rõ ràng vào thời điểm ông ta chết, chính mình còn cảm thấy một tia giải thoát, muốn ăn mừng cuồng loạn. Trước kia Bạch Vũ đã thử sử dụng mảnh vỡ mãn nguyệt, năng lực của nó là triệu hồi ra chấp niệm trong nội tâm, khiến cho chấp niệm cụ thể hóa. Chỉ là trước đây bất kể sử dụng như thế nào, mảnh vỡ đều không có phản ứng, thế cho nên Bạch Vũ cho rằng chấp niệm không thể chân chính cụ thể hóa. Ít nhất, ở trong thế giới hiện thực, coi như là mảnh vỡ cũng làm không được điểm này. Vì vậy, sau khi phát hiện ra cửu vĩ có khả năng xâm lược tinh thần nào đó, hắn liền thử sử dụng mảnh vỡ. Đây chỉ là một hành động ngẫu nhiên không có trong kế hoạch, cho dù mảnh vỡ vẫn không thể sử dụng, hắn cũng tự tin, ở trong loại lĩnh vực tinh thần này, rất khó có ai có thể làm mình bị thương. Dù sao, hắn cũng là một tồn tại có thể bỏ qua tiếng ca hải yêu. Trong nội tâm của cửu vĩ là có chút mâu thuẫn với nam nhân. Hơn trăm năm, nó bị ép sinh sống ở đây, nhưng ở sâu trong nội tâm lại cảm thấy nam nhân tanh tuổi, dơ bẩn, buồn nôn. Nhưng hết lần này tới lần khác khí chất được nuôi dưỡng bởi kiểu suy nghĩ này, khiến cho vô số nhân loại cũng được, ác đọa cũng thế, đều có ham muốn chinh phục bệnh hoạn. Chỉ là đối mặt với Bạch Phụ, cửu vĩ đột nhiên cảm giác được người nam nhân này rất sạch sẽ, thế cho nên vào thời điểm đối phương vương tay, vuốt ve mặt nó, nó cũng không có né tránh. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.